OK, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta cùng gặp lại trong bản điểm tin vào ngày thứ sáu hàng tuần để cùng phân tích và định lượng lại toàn bộ tình hình thị trường trong tuần vừa qua cũng như sẽ có một vài cái góc nhìn về xu thế thị trường trong tuần mới. Và sau đó Hùng Lê cùng các anh chị chúng ta sẽ đi phân tích các cái mã cổ phiếu, các cái danh mục mà chúng ta liên tục theo dõi trong thời gian vừa qua. Thì tối ngày hôm qua Hùng Lê đã làm bản tin, tuy nhiên là làm được một tiếng 15 phút thì bị mất điện, chính vì vậy nên là toàn bộ dữ liệu bị mất hết và sáng ngày hôm nay thì Hùng Lê lại phải làm lại bản tin. Thì cũng không sao cả, nó cũng giống trong cuộc sống thì luôn có những cái sự cố và chúng ta quan trọng là chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta khắc phục lại thôi, chứ cũng không có cách nào khác. Cũng giống như là cái quá trình chúng ta đầu tư cổ phiếu thì trong cái quá trình đó thì cũng sẽ có những cái sai, và cái sai trên thị trường thì chúng ta sẽ lấy làm bài học và sau đó thì chúng ta rút kinh nghiệm để tránh những cái sai lầm lần sau. Trong tuần vừa qua thì trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng có sóng thì đã nhận được rất nhiều các cái ý kiến, những cái lời động viên của cộng đồng nhà đầu tư, và hiện tại kênh của chúng ta thì đã có 4.113 anh chị em đăng ký kênh. Thì Hùng Lê cũng mong muốn là các anh chị đã đăng ký kênh, đã đồng hành cùng với Hùng Lê thì tiếp tục chia sẻ những cái góc nhìn, những cái giá trị mà Hùng Lê mang lại trên thị trường cho cộng đồng nhà đầu tư, để cộng đồng nhà đầu tư có những cái tham khảo trong những cái quyết định đầu tư của mình. Và song song với đó thì trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng thì hiện tại cũng đã có một lượng khá là lớn các thành viên đăng ký tham gia. Thì hàng tuần ngoài cái việc là Hùng có những cái phân tích định lượng thị trường thì Hùng sẽ có thể Hùng sẽ có những cái diễn giải như thế này, thì các anh chị cũng có thể đọc qua để chúng ta có được những cái view tốt hơn ở trên kênh Facebook. Trong cái bản điểm tin video số 81 thì Hùng Lê phân tích định lượng thị trường tuần ngày mùng 2 đến ngày mùng 6, và khi đó thì Hùng có đề cập đến việc là áp lực chỉnh của thị trường vẫn còn, và cái mốc hỗ trợ của thị trường đó là cái mốc 960. Và Hùng có phân tích một số các cái mã cổ phiếu mang cái chen dài thì để Hùng đánh dấu lại cái vị trí ngày 29. Ngày 29 là cái phiên phiên kết tuần trước, đây sẽ đánh dấu lại đây để chúng ta tiện theo dõi ở trong quá trình chúng ta phân tích. Thì trong tuần vừa rồi chúng ta cũng có thể thấy rằng VN Index của chúng ta đã có hai phiên giảm điểm rất là mạnh ở đầu tuần, phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Đó, phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thì đã có một cái mức giảm rất là mạnh và đã chạm về vùng hỗ trợ 950. Chạm về vùng hỗ trợ 950 thì vùng 950 cũng là một cái vùng hỗ trợ, các anh chị có thể xem ở đây. Vùng 950 cũng là một cái vùng hỗ trợ rất là mạnh ở đây. Đây các anh chị chờ một tí. Đó. Chúng ta view ra một một tí đây thì chúng ta cũng thấy rằng là cái vùng 950 và cái vùng 950-40 đấy là những cái vùng mà VN Index có khả năng trong cái nhịp này VN Index sẽ đạt về, và tí nữa thì Hùng Lê sẽ phân tích. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là khi mà thị trường xuống đó, các anh chị có thể nhìn thấy ngay từ những cái bản tin 78. Bản tin 78 là Hùng Lê đã có những phân tích định lượng về thị trường ở đây. Hùng Lê đã có những phân tích định lượng về thị trường ở đây, về cái sự suy yếu của thị trường, và sau đó thì liên tục những bản tin trên cái dòng thời gian của kênh của chúng ta thì có những bản tin khuyến nghị chúng ta chốt này, rồi áp lực giải chấp và vân vân và vân vân. Thì những cái bản tin của Hùng Lê nó giống như một cái mạch nước, và bản thân Hùng Lê phân tích cổ phiếu cũng như vậy. Các cái cổ phiếu chúng ta phân tích hàng ngày hàng tuần thì nó cũng như cái dòng nước và nó chảy như vậy. Có những cái dòng nước nó bị chảy sai và có những dòng nước chảy đúng, thì chúng ta sẽ liên tục phân tích và cập nhật định lượng thị trường. Thì tí nữa Hùng sẽ đi phân tích một cái chi tiết hơn về VN Index, nhưng mà chúng ta cùng nhìn ở đây để chúng ta có một cái view của năm 2018, xin lỗi cả nhà. Năm 2018 thì VN Index của chúng ta cũng đã có một cái mức giảm ở đâu đó khoảng ở đây, tức là 1.020 điểm, và sau đó tiệm cận về đến vùng 875 điểm, mà tức là sâu hơn ở đây này, sâu hơn ở cái mốc này này, sâu hơn ở đây là hình như là cận dưới này là đã chạm 860 860 điểm đó. Trong tháng 12 thì VN Index của chúng ta cũng đã có một cái nhịp rực lên rất mạnh, và trong cái quý 4 gần như là thị trường rơi, và bước đầu sang năm mới, sang năm 2019 thì VN Index của chúng ta đã có một cái sự phục hồi của tháng tháng 1, tháng 2 và tháng đến đến hết tháng 4, gần như đến hết tháng 4 thì thị trường của chúng ta mới bắt đầu chỉnh giảm.
Vậy cái tính chu kỳ của năm 2019 thì nó sẽ lặp lại như thế nào? Thì chúng ta có thể thấy rằng là bước vào quý 4 đúng không ạ? Bước vào quý 4 ở đây thì thị trường gần như cũng là 1.100 điểm và kéo lên được một ít ở đây, và chúng ta thấy rằng là cái tháng 11 là VN Index của chúng ta có nhịp rơi rất là mạnh. Vậy thì tháng 12 như thế nào? Nếu như chúng ta xem lại lịch sử của năm 2019 thì khả năng tháng 12 vẫn đang có những cái nhịp tạo nền, và những cái nhịp tạo nền ở đây thì Hùng Lê đánh giá rằng là có thể thị trường sẽ có những nhịp dập dình ở đây. Đó, kéo xuống này, rồi lại kéo lên này, đó, rồi có thể là kéo xuống, và trong những cái tiên lượng của Hùng Lê thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích định lượng thị trường. Tuy nhiên là Hùng đánh giá rằng VN Index của chúng ta có thể tích lũy ở trong cái vùng biên 940 đến 950 trước khi mà phát đi những cái tín hiệu tiếp theo. Vào đây sẽ vẽ luôn cái vùng biên mà dự kiến thị trường của chúng ta sẽ tích lũy ở trong cái biên này. Trong cái biên này thị trường sẽ chưa thể tăng mạnh được ngay, các anh chị yên tâm là như vậy. Chúng ta vẫn còn đâu đó những cái cản trở, thì tí nữa Hùng sẽ đi phân tích chi tiết để chúng ta thấy được những cái cản trở của thị trường. Và thị trường của chúng ta sẽ kỳ vọng tích lũy ở trong cái biên này, tức là biên 940 đến 950, để nó kết thúc tháng 12 và để nó bắt đầu cái quỹ đạo của tháng 1 năm 2020, thì chúng ta kỳ vọng cái lịch sử lặp lại, thì với VN Index của chúng ta là như vậy. Rồi, ok, bây giờ thì Hùng Lê cùng với cả nhà sẽ đi phân tích và sẽ đi cập nhật lại một số các tín hiệu dòng tiền của các cái mã dòng ngân hàng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi mã cổ phiếu Vinhome. Thì đối với Vinhome, trong những cái bản tin phân tích mà Hùng Lê có phân tích định lượng gần đây, thì Hùng Lê đã có những cái đề cập đến việc là Vinhome sẽ có những cái nhịp chỉnh trong cái kịch bản tuần trước là có thể chỉnh sâu chạm về vùng 90, và hiện tại thì phiên ngày mùng 3 tháng 12 thì đã chỉnh về 90 và sau đó có một cây nến rút chân lên. Cây nến rút chân này rất là đẹp về trên mặt cái tín hiệu kỹ thuật, thì như vậy là chúng ta thấy rằng Vinhome khả năng sẽ tạo thành những cái lực hồi ở đây, những cái lực hồi phục ở đây, và chỉ cần sang tuần thì Vinhome sẽ có thể đánh vượt lại vùng ở đây là vùng 93.5, thì như thế là cái lực hồi của Vinhome sẽ khá là ok và sẽ ủng hộ cho xu thế thị trường. Hiện tại thì dòng tiền đã tạo đáy ở đây và đang có xu thế đi lên, thì Vinhome đang khá là tốt. Các cái điểm mua của Vinhome để đánh T cộng thì chúng ta có thể canh ở vùng 90, có thể tham gia một ít, và thậm chí sâu hơn thì có thể là dưới vùng 90 một tí, bởi vì là có thể là rất có thể là Vinhome sẽ đạp lại về kênh, tức là sẽ đạp lấp hết lại toàn bộ cái vùng này, tức là nó sẽ đạp về đâu đó khoảng vùng 89 đó, có thể là vùng 89-90. Nói chung là trong những cái cận biên ngắn này thì nó sẽ có thể lịch trình ở quanh đây. Đối với VIX thì trong giai đoạn hiện tại thì VIX đã chạm về vùng 115, trong tuần thì đã có những cái điểm chạm 115, Hùng Lê kỳ vọng là VIX sẽ không bị gãy. Giai đoạn hiện tại thì VIX cũng chưa có nhiều những cái yếu tố đột biến, và chỉ kỳ vọng là VIX sẽ không gãy vùng 115 và sẽ đi ngang ở trong cái biên, sẽ đi ngang ở trong kỳ vọng ở trong cái biên là vùng 115 đến vùng 125 để ủng hộ thị trường. Bởi vì các anh chị cũng có thể biết rằng nếu như VIX bị gãy thì cái áp lực về thị trường của chúng ta sẽ rất là khó khăn. Ở giai đoạn hiện tại thì những cái tạo lập của VIX thì Hùng cũng không hiểu là tạo lập sẽ làm gì. VIX sau cái vùng mà đỡ ở vùng 115, sau một quá trình mà chúng ta thấy rằng là VIX đã khá là cạn về thanh khoản và neo ngang ở trong cái vùng này, thì chúng ta cũng chỉ kỳ vọng như vậy thôi. Đối với VRE thì Hùng sẽ nói nhiều hơn. VRE là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư. Và tại sao lại đáng để đầu tư? Thì Hùng đã có những cái phân tích định lượng cho các anh chị liên tục ở các cái bản tin. Hiện tại thì VRE đang trong một quá trình bẻ pha xu thế, tức là bẻ pha xu thế ở một kênh xu thế dài. Và điều kiện như thế nào thì thỏa mãn một kênh xu thế dài, thì chúng ta cũng thể thấy rằng là đáy của VRE được tạo ở đầu năm 2019 ở vùng giá 28. Sau đó thì VRE đã có một nhịp đánh dẫn lên đây, đã chạm vùng 38. Và sau đó thì có thể xem cái nhịp từ 38 về đến rũ về đây, tức là rũ chạm vùng 31 đến vùng 31.2. thì VRE tiếp tục có những cái lực cầu xuất hiện đây và tiếp tục đánh lên. Hiện tại thì VRE đang có một cái nền tích lũy đi ngang và cái vùng hỗ trợ đây là 33.5. Thì bản thân ở trong video tuần trước thì Hùng đã có một cái bài toán rất là cụ thể chi tiết cho các anh chị đánh những cái sóng dài, tức là vùng 33.5 Hùng đã khuyến nghị các anh chị mua. Chúng ta ví dụ như là chúng ta dự kiến là chúng ta sẽ gom khoảng 10.000 chẳng hạn, thì 3.000 đầu tiên thì chúng ta sẽ dành cho những cái điểm mua gom. Thì điểm mua gom đầu tiên có thể chúng ta sẽ mua 500 cổ phiếu ở vùng giá
33.5. Kịch bản là VRE có thể chỉnh, VRE có thể, nếu như về về lý thuyết là VRE có thể chỉnh lại về vùng ở dưới này, tức là có thể chỉnh lại, thậm chí là sâu có thể chỉnh quá đi về 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 tận vùng đáy. Nhưng mà Hùng nghĩ là vùng chỉnh về vùng đáy thì nó hơi bị sai về kỹ thuật, nhưng mà chúng ta cũng cứ đề phòng trước những trường hợp đó. Vậy thì chúng ta sẽ mua một vùng 33.5 này, đúng không ạ? Và đó, chúng ta chia nhỏ điểm mua ra và chúng ta chờ đợi ở một cái vùng 32.5, ví dụ như vậy. Nếu trường hợp cổ phiếu bị giảm ở 1.000, chúng ta sẽ tiếp tục mua ở vùng 32.5, đó, ví dụ như vậy. Và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục gom ở vùng 32 và vùng 31. Đấy là những cái vùng mà chúng ta dành để chúng ta đánh một cái kênh cổ phiếu trung hạn, và chúng ta mua 3.000 cổ phiếu, nhưng chúng ta chia nhỏ những cái điểm mua ra, chia nhỏ những cái điểm mua ra để chúng ta có được. Và VRE thì là một cái mã cổ phiếu mà Hùng lại đánh giá rằng là về tầm trung và tầm dài thì VRE sẽ không có giá 3x, đấy là chắc chắn. Các anh chị có thể thấy là bộ các cái mã cổ phiếu của Vincom thì bây giờ Vinhome đang ở 90, đúng không ạ? Sài Đồng thì đang ở 112, SD đang ở 100, khoảng vùng 111-112 đó, và VIX thì đang ở khoảng vùng 115. Vậy thì VRE đang chỉ duy nhất là VRE đang có giá 3x thôi, và sớm muộn gì thì cổ phiếu này cũng sau khi tạo nền và đi vào một kênh xu thế trung hạn thì VRE sẽ có những cái mức tăng rất là tuyệt vời, và đây chính là cái thời điểm mà chúng ta đón đầu một kênh xu thế. Các anh chị lưu ý như vậy. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu Vinamilk. Vinamilk thì trong cái giai đoạn hiện tại thì Vinamilk hơi xấu. Khi mà Vinamilk Hùng đã có những cái phân tích ở bên kia con sóng từ vùng giá 100, đây từ cái vùng tích lũy ở đây là vùng 119, 121 và đánh chạm vùng 130, sau đó thì những cái nhịp test chỉnh ở đây và đánh về target 135 và hoàn thành target 135 thì Vinamilk đã cắm đầu cắm cổ đi xuống. Thì cái việc mà Vinamilk đi xuống thì một phần nó do có khả năng, theo những cái tiên lượng của Hùng Lê thì khả năng là do thằng FNN nó đạp để nó làm gì, có thể nó sẽ gom cổ phiếu. Và khi Vinamilk gãy cái nền 120 này thì Vinamilk đi vào những cái tín hiệu rất là xấu, và hiện tại thì cái mốc 115 và thậm chí là mốc 110, đây là cái mốc hỗ trợ cuối cùng của Vinamilk. Thì cái việc mà các cái nhà đầu tư tạo lập người ta đạp để người ta góp cổ phiếu thì hiện tại là chúng ta cũng không thể tiên lượng được là họ sẽ đạp đến đâu. Chỉ có khi nào có những cái tín hiệu tạo nền thì Hùng Lê sẽ tiếp tục phân tích, còn tín hiệu hiện tại của Vinamilk là xấu, tức là Vinamilk khả năng sẽ tiếp tục rơi. Với xu hướng hiện tại Vinamilk vẫn tiếp tục rơi khi mà những cái tín hiệu hồi phục kỹ thuật ở đây khá là yếu. Tín hiệu tạo nền là gì? Đây là những cái tín hiệu tạo nền. Thì khi có những cái tín hiệu tạo nền như thế này hoặc ở đây thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích định lượng và sẽ có những cái khuyến nghị trên team Zalo dành cho các anh chị. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu SAB. Đối với SAB thì cơ bản là trong cái thời gian vừa qua thì đã có những cái phân tích định lượng và khả năng là xu thế sẽ giảm và chỉ giảm về mắc sẽ chạm lại về vùng 220. Để tích lũy trở lại ở vùng này thì tại vùng 220 này thì cổ phiếu sẽ có những cái nhịp hồi phục và tích lũy. Thì hiện tại là cây nến tuần của SAB thì đang khá là tích cực, dòng tiền thì đang có dấu hiệu hướng lên, biểu đồ tần suất thì cũng đang khá là tốt. Như vậy là chúng ta sẽ kỳ vọng sang tuần mới thì SAB sẽ có một cái nhịp hồi phục để ủng hộ thị trường, để ủng hộ cho xu thế thị trường, tức là SAB sẽ hồi phục ở vùng giá 230. 230 cũng là một cái vùng hỗ trợ ở đây, cũng khá là tốt, khá là ok. Nhưng Hùng thấy cái vùng hỗ trợ 220 thì nó khỏe hơn và nó mạnh hơn thôi. Đầu tư thì chúng ta sẽ không tham gia những cái mã cổ phiếu nó như thế này, nó sẽ rất là bất ổn. Chúng ta cùng phân tích tiếp mã cổ phiếu hàng không VLC BVH. VLC thì là một trong những cái trụ mà Hùng đánh giá rằng nó đang tốt nhất ở thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Đáng tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Vì sao nó tốt? Nó tốt bởi vì là cái vùng hỗ trợ đây, cái vùng 142, so với các cái mã cổ phiếu trụ thì mã cổ phiếu này gần như đã không bị gãy. Và tiếp tục trong tuần thì đã có những phiên đánh vượt thoát về vùng 100, vượt thoát vùng 145 ở đây. Và hiện phiên cái tuần thì đang có một cái nhịp chỉnh nhẹ ở đây. Thì về cơ bản là chúng ta sẽ đánh và chúng ta sẽ căn cứ những tín hiệu kỹ thuật để chúng ta vào hàng và chúng ta ra hàng. Thì hiện tại là tín hiệu này chưa xấu và có thể là đây chỉ là những cái nhịp chốt tạm thời thôi. Nó sẽ xấu khi mà nó gãy vùng 142, còn chưa gãy vùng 142 tức là những cái cơ hội để đi tiếp ở những cái vùng target cao ở trên còn. Đó, thì các anh chị mà đang nắm giữ mã cổ phiếu này thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ. Trường hợp gãy 142 thì chúng ta nên bán. Bởi vì sao? Bởi vì tí nữa thì Hùng sẽ phân tích mã cổ phiếu MWG hoặc là mã cổ phiếu Mansan thì các anh chị sẽ nhìn thấy được cái mức độ nó khủng hoảng như thế nào. BVH, đối với BVH thì nhịp này thì gần như BVH đã bị gãy. Gãy cái nền ở đây là nền hỗ trợ 70 thì bản thân là Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng cho các anh chị nếu như BVH bị gãy nền 70. Đây, cái hình mũi tên này Hùng vẽ đây.
Thì BVH sẽ lao và một cái thực tế thì bây giờ chúng ta cũng đã thấy là BVH từ vùng 70 đã chỉnh về vùng 65, sâu nhất là vùng 65, tức là đã mất 5.000, tức là đã nhìn thấy những cái tín hiệu hiện hữu của BVH trong cái quá trình rơi. Và với cái việc rơi như thế này thì BVH sẽ chạm lại khả năng ở đây, cái vùng tích lũy dài đây thì BVH sẽ chạm lại đâu đó khoảng vùng 54 và thậm chí sâu hơn là có thể đạp lại về vùng 50, tức là nó sẽ đưa BVH về cái vùng biên tích lũy ở đây. Đó, vậy thì chúng ta thấy rằng là khi mà một số các anh chị có nói rằng với Hùng Lê là theo Hùng Lê phân tích như vậy thì Hùng Lê không có nắm được cơ bản, Hùng Lê chỉ thuần về phân tích kỹ thuật không hay sao? Thì không, Hùng Lê nắm khá là cơ bản về các cái doanh nghiệp. Tất nhiên Hùng Lê không đi phân tích sâu, nhưng từ cái nền tảng cơ bản đó thì Hùng Lê mới có những cái khuyến nghị để các anh chị mua, và từ những cái nền tảng đó và từ những cái tín hiệu kỹ thuật thì Hùng mới có khuyến nghị các anh chị bán và không tham gia. Ví dụ BVH ở trong những cái giai đoạn hiện tại đã gãy 70 rồi, đã có những cái tín hiệu cái nền này, chúng ta không nên tham gia, bởi vì đấy là một tín hiệu xấu và cái xu thế của BVH vẫn tiếp tục là một cái xu thế giảm giá, các anh chị lưu ý. Chúng ta cùng phân tích các cái mã cổ phiếu của họ dầu khí. Thì đối với GAT là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê liên tục phân tích và định lượng cho các anh chị, và thậm chí Hùng đã có một cái bài toán để tính toán được cái cách quản trị rủi ro dòng tiền cũng như cái cách mà chúng ta vào hàng, chúng ta mua hàng ở những cái vùng 100. Thì về cơ bản là chúng ta nhìn thấy rằng trong một cái kênh chu kỳ ngắn hạn thì có thể là GAT sẽ đánh chạm vùng 95, tức là cái biên tích lũy của GAT ở đây. Biên tích lũy của GAT ở đây, đây là cái biên mà GAT có thể đi vào một cái kênh xu thế trung hạn ở đây. Đó, GAT sẽ đi vào một kênh xu thế trung hạn từ cái vùng biên tích lũy đây. Đây, xóa tạm thời, chúng ta xóa đi những cái này. Trong những cái nhịp đánh dẫn ở đây thì một số anh chị về đến vùng này là chúng ta đã bắt đầu chúng ta sốt ruột, và có thể một số anh chị đã mua ở vùng này. Nhưng mà chúng ta phải lưu ý là khi mà cái cổ phiếu mà nó đánh về một cái kênh xu thế trung hạn thì chúng ta phải chia nhỏ để mua ra. Và Hùng Lê đã có những cái ví dụ từ cho là chúng ta đang gom cổ phiếu từ vùng 102. Vậy thì khi về đến đây, bây giờ chúng ta tiếp tục quan sát cái tín hiệu tạo nền ở đây. Tín hiệu ngắn của GAT thì đang hơi xấu, khi mà đường MACD thì nó đang xấu và tín hiệu dòng tiền thì nó cũng chưa thực sự là mạnh. Tuy nhiên nếu chúng ta xét ở trên một cái kênh xu thế trung hạn, trung và dài hạn của GAT thì Hùng Lê đánh giá rằng là GAT sẽ có những cái tạo lập, bởi vì ông nhìn thấy là trong một cái giai đoạn dài thì gần như tạo lập của GAT nó cũng chỉ đi lình xình ở đây thôi, nó không gãy cái nền tạo lập ở đây. Khi mà nó không gãy cái nền tạo lập ở đây thì chúng ta có thể hoàn toàn kỳ vọng một cái điều mà cổ phiếu nó sẽ có những cái kênh xu thế mới. Chỉ có điều là bây giờ thị trường nó đang xấu thì chúng ta sẽ phải chấp nhận những cái điểm gãy của kỹ thuật trong ngắn hạn, và sau đó thì GAT nó sẽ có những cái phục hồi ở đây, chúng ta sẽ kỳ vọng như vậy. Đối với PPS thì các anh chị đã đồng hành cùng với Hùng Lê thì liên tục Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng về PPS và những cái quan điểm hiện tại của Hùng đối với PPS, thì PPS chỉ có những cái nhịp hồi phục kỹ thuật đó, và từ những cái thời điểm anh chị hình như là các anh chị xem lại Hùng Lê này. Từ những cái thời điểm mà ngày 12 tháng 7 hôm nay đã liên tục phân tích định lượng mã cổ phiếu PVS và đã có những cái khuyến nghị chúng ta không nên tham gia đầu tư. Đó, và các anh chị có thể nhìn thấy là PVS đang gọi là giạt rào trong một kênh xu thế xuống. Vậy thì chúng ta mua những cái cổ phiếu như này thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Trong những cái nhịp hồi phục ngắn ở đây, đấy, nó chỉ hồi phục lên và tiếp tục xuống, và ở đây thì cũng theo như quan điểm của ông Lê thì nó sẽ chỉ có một cái nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn ở đây thôi. Và sau đó thì PVS sẽ tiếp tục đi. Và cái vùng đi xuống của nó sẽ là ở vùng 14, với quan điểm của ông Lê đó là vùng 14 đến vùng 15 thì mới là một cái vùng mà PVS tích lũy trở lại ở đây, PVS tích lũy ở lại đây và tích lũy tạo nền ở đây sau xuôi thì chúng ta mới có được những cái tín hiệu đánh tốt hơn ở về xu thế của cổ phiếu. Thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích định lượng sau đối với mã cổ phiếu PVS, chúng ta không nên đầu tư. Hoàn toàn tương tự như vậy thì PVD, đó, các anh chị có thể nhìn thấy rằng là PVD sau những nhịp hồi phục đây thì cái quan điểm của Hùng Lê là PVD tiếp tục giảm giá và chúng ta sẽ có những cái con dốc trượt dài. Đây, những cái hình Hùng đã vẽ sẵn ở đây, đó là những cái hình Hùng đã mô phỏng cái kịch bản có thể xảy ra đối với PVD, và như vậy là PVD cũng đã chạm về vùng 15, và theo như quan điểm của Hùng Lê thì vùng 15 này cũng sẽ khó để PVD có thể giữ lại đây. Và hoàn toàn một tương tự là, tức là một cái kịch bản là PVD có thể trong cái xu thế này có thể chỉnh chạm lại vùng 12, đó, chỉnh chạm lại vùng 12 và sẽ có những cái điểm tích lũy ở đây.
vùng 12, vùng 11, vùng 12, vùng 11 ở đây. Chứ còn hiện tại thì chúng ta cũng sẽ chưa có những cái cơ hội thực sự tốt để chúng ta đầu tư. PLX cũng hoàn toàn tương tự như vậy. PLX thì hiện tại là thanh khoản cái dòng tiền của chúng ta đang bị mất đi. Đang bị mất đi, tín hiệu MACD thì đang cắm đầu đi xuống. Chính vì vậy nên là đây chỉ là những cái nhịp hồi phục ngắn thôi, hồi phục kỹ thuật thôi. Khi mà PLX chạm về vùng hỗ trợ đây là khoảng vùng 56, khả năng thì sang tuần tới thì PLX sẽ tiếp tục giảm giá. PLX sẽ tiếp tục giảm giá và như vậy thì PLX lại rơi lại về cái vùng vùng tích lũy ở đây này. Vùng tích lũy ở đây là khoảng vùng 50.51, tức là khả năng là như vậy là PLX sẽ tiếp tục rơi sau những cái nhịp lình xình ở đây. Có thể có những cái nhịp hồi phục kỹ thuật ở đây các anh chị nhé, có những cái nhịp hồi phục xanh nhẹ lên đây, đó xanh nhẹ lên đây và sau đó thì PLX sẽ tiếp tục giảm, bởi vì xu thế hiện tại của PLX là chúng ta chưa nhìn thấy được một cái xu thế hồi rõ ràng thực sự. Chúng ta cùng phân tích tiếp các cái mã cổ phiếu của họ ngành ngân hàng. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu Vietcombank. Vietcombank thì sao? Vietcombank thì chúng ta liên tục có những phân tích định lượng ở bên này tiền dốc rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích định lượng ở bên kia tiền dốc. Thì bản thân Vietcombank sau những cái nhịp mà bị gãy cái vùng 88 ở đây thì chúng ta cũng có thể có những cái đánh giá sơ bộ là khả năng là Vietcombank sẽ chỉnh chạm từ vùng 88 và đi về cái vùng hỗ trợ đây. Vùng hỗ trợ đây là điểm sâu nhất là 80 và cái biên hỗ trợ của nó là vùng nào vẽ đây, vùng 80 đến vùng 82. Thì trong tuần vừa rồi thì Vietcombank đã chạm về biên trên và sau đó có một cây nến rút lên và hiện tại thì đang có hai phiên test tích lũy ở vùng giá 85, ở vùng giá 85. Tuy nhiên hiện tại thì dòng tiền đang là một cái vấn đề đang là một cái vấn đề ở đây và chúng ta cần phải chờ kỳ vọng sang phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới. Nếu như Vietcombank có những cái cây nến xanh ngồi lên trên vùng 85 với lực cầu quay trở lại thì như vậy là tín hiệu hồi của Vietcombank như vậy là khá là tốt, khá là ok và có thể chạm lại cái vùng đỉnh cũ ở đây là vùng 92.5. Nhưng ngược lại nếu như sang tuần mà Vietcombank không ngồi lại lên được trên vùng 85, các anh chị lưu ý ở vùng 85 sẽ là một vùng phân kỳ, không ngồi lên vùng 85 thì mà lại chỉnh lạm lại vùng nền thì như vậy đấy là một tín hiệu xấu của Vietcombank, các anh chị lưu ý. BID đối với BID thì trong những cái kịch bản tiến lượng gần đây của Lê thì Lê đang chờ bid ở chạm về cái biên ở vùng 37 đến vùng 38 thì đây là cái vùng tích lũy nó khá là hợp lý hơn của bid. Hiện tại là bid đang có những cái nhịp kéo lình xình ở đây, tuy nhiên những cái nhịp kéo này thì cũng đánh giá không thực sự là tích cực khi mà tín hiệu đường MACD tiếp tục cắm đầu xuống và đây tức là tín hiệu tuần kết tuần đấy. Thì về cơ bản là tín hiệu này thì cũng vẫn đánh giá rằng là bid sẽ chỉnh chạm về cái biên này. Tích lũy ở đây, tích lũy 1 đến 1 tuần đi, khoảng 1 tuần như vậy. Nếu mà tích lũy được thì như vậy là cái cơ hội đánh lên của bid nó sẽ còn, tức là bid vẫn còn sóng. Nhưng ngược lại nếu như bid bị gãy cái vùng nền 37 này thì như vậy là bid sẽ gần như là vùng gãy vùng 37-38 thì gần như bid gần như là hết sóng của sóng ngành ngân hàng. Và như vậy cái target mà bid đạt được thì cũng gần như là đạt được cái target chúng ta phân tích ở đây, tức là vùng 44 đến vùng 45 trước chia các anh chị lưu ý, tại vì là chúng ta phân tích ở bên kia trường dốc là trước chia và cái hình như là bid đã chia ở cái vùng ở đâu đây ở những ngày này, các anh chị lưu ý như vậy. Chúng ta tiếp tục phân tích mã cổ phiếu công thương và ACB CTG. Thì đối với CTG thì Hùng có kỳ vọng là CTG có một cái nền biên tích lũy đi ngang ở đây là quanh nền vùng 20, quanh nền vùng 20 để công thương có một cái kênh xu thế đi về trung và dài hạn. Thì về mặt lý thuyết thì hiện tại là công thương đang ở trong một cái biên tích lũy đi ngang, và trong một cái biên tích lũy đi ngang như thế này thì chúng ta cũng có thể phải chờ, tức là nó sẽ có những cái nhịp quang quật đấy, các anh chị có thể nhìn thấy như này đó, nó lên này, xong nó xuống này, xong nó lên, nó xuống, nó lên, nó xuống và nó tích lũy ở trong cái biên hẹp. Ví dụ kháng cự của nó là 22 và hỗ trợ của nó là vùng 20, thậm chí là nó có thể đánh tụt xuống ở dưới này một tí. Đây có một cái đây nó có thể đánh tụt xuống ở đây một tí, ở đây đây này, cái cây nến tụt xuống ở đây đấy, chính xác đây, nó đánh tụt xuống ở đây là vùng 19.5 đó, có thể là nó đánh tụt sâu hơn so với lại cái nền 20 này một tí đó. Thì trong một cái nhịp đánh cổ phiếu chung và dài hạn thì chúng ta phải chia nhỏ điểm mua ra và chúng ta tạm thời chúng ta chốt lãi ở những cái điểm
điểm ngắn như thế này, tức là chúng ta mua ở vùng thấp và chúng ta về hai chúng ta chốt và chúng ta sẽ chờ khi những cái tín hiệu mà xác nhận. Nó cũng giống với Hòa Phát đấy, tí nữa thì Hùng sẽ phân tích Hòa Phát, nhưng Hòa Phát cũng tương tự như vậy. Và Hùng đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta mua ở vùng 22 đối với Hòa Phát và chốt ở vùng thì 24 đến vùng 24.5 đến vùng 25 để chúng ta hiện thực hóa những cái điểm ngắn hạn. Hiện tại với những cái xu thế hiện tại của nhóm ngành ngân hàng thì Hùng đang nhìn thấy là có thể vẫn còn cái sự lình xình, chưa thể tăng mạnh ngay được đâu, và có thể công thương vẫn sẽ tiếp tục đi ngang ở trong cái biên vùng 19.5 đến vùng 20. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu ACB. Đối với ACB thì chúng ta sẽ nhìn ở trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta sẽ thấy sẽ có những cái góc nhìn nó tốt hơn. Thì bản thân là ACB trong những cái phân tích định lượng của Hùng Lê thì Hùng Lê có phân tích định lượng cái vùng cản của nó là vùng 24.5 thì bản thân đã vượt qua. Tuy nhiên là vượt qua thì trong tuần đó thì lại bị đóng xuống luôn. À tuần này thì đóng được qua vùng 24.5 nhưng mà tuần sau thì giảm luôn. Và bây giờ thì gần như là ACB đã quay lại về nền, tức là quay về lại vùng 22 thì cổ phiếu sẽ cần thời gian để tích lũy lại. Cơ bản là như vậy, vì dòng tiền thì đang có những cái dấu hiệu xu thế đi xuống. Và trong những cái phân tích định lượng của Hùng Lê gần đây thì Hùng cũng đã có đề cập đến việc là khi mà những cái vùng định lượng ở đây, tức là những cái vùng định lượng vùng 24.5 này nó không vượt thoát được thì cái xu thế là ACB đã tích lũy lại nền. Và với những tín hiệu hiện tại của ACB thì khả năng là ACB cũng sẽ tích lũy hẹp vào trong cái nền biên ở vùng quanh vùng 22 thôi. Còn động lực để ACB hồi mạnh hiện tại Hùng chưa nhìn thấy. Chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu STB, MBB và Techcombank. STB thì tuần vừa rồi thì đã lấy lại được vùng 10. Bản thân STB thì có một cái biên tích lũy ở đây và đã có những cái khuyến nghị dành cho các khuyến nghị anh chị là chúng ta mở mua vùng 10.3, vùng 10.7. Thì về bản chất là mua ở bên này thì về đến đây thì cũng đã có lãi tẹo tẹo để chúng ta chờ một cái target ở trên đây. Tuy nhiên là STB đã không vượt thoát được cái vùng kháng cự ở đây, vùng kháng cự ở đây, và khi thị trường suy yếu thì STB lại rơi lại về vùng nền. Thì ngắn hạn thì chưa thấy được hồi và về cơ bản thì là vẫn một cái xu thế lình xình đi ngang. MBB thì đối với MBB thì đây, khi mà MBB đã gãy ở cái nền 23 này thì có những phân tích định lượng MBB sẽ có thể đi về cái vùng biên tích lũy đây là vùng 21.5 đến vùng 22, và trong tuần vừa rồi thì thậm chí là còn có thể rơi lại đây, vùng đã vẽ sẵn là vùng 21, thậm chí là có thể có những kịch bản là nếu mà cổ thị trường mà đau mạnh thì có thể là sẽ chạm lại vùng 21 và tích lũy lại. Thì với tín hiệu hiện tại của MBB thì xu thế hiện tại là MBB sẽ đi ngang thôi, sẽ đi ngang. Như vậy là MBB sẽ đi ngang ở trong cái biên ở vùng 21 đến vùng 21.5. Sẽ đi ngang ở trong cái biên ở vùng 21 đến vùng 21.5 để tích lũy trở lại. Tín hiệu dòng tiền yếu, thanh khoản thấp cho thấy rằng là nhà đầu tư chưa sẵn sàng để tham gia lại thị trường. Các cái vị thế mở mua mới thì cũng gần như là chúng ta tạm thời chúng ta chưa tham gia. Techcombank thì Techcombank cũng như vậy, những cái phân tích định lượng của Hùng Lê khi mà Techcombank đã bị gãy vùng 24.3, các anh chị có thể xem lại những bản tin trước, thì Techcombank có xu hướng đạp về và đạp sâu nhất sẽ là có thể chạm vùng 22 và biên tích lũy của Techcombank sẽ là vùng 22 đến vùng 22.5. Về cơ bản là đã chạm về biên trên và Techcombank thì đang có những một phiên đánh mạnh lên. Tuy nhiên phiên đánh mạnh này thì không có dòng tiền. Điều này khi mà đánh mạnh lên không có dòng tiền thì chúng ta sẽ cần phải có những cái chuẩn bị sẵn về tinh thần. Tức là có thể là đây, Techcombank sẽ có thể trả lại về vùng 22.8. Có thể trả lại về vùng 22.8 và thậm chí là có thể trả lại về vùng nền này luôn. Và chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta quan sát nếu trường hợp như bị gãy nền 22.8 thì như thế đây là một cái tín hiệu xấu. Và nếu như cái vùng ở đây, tức là vùng 22 bị gãy thì tức là cái kịch bản về đây hồi phục, các anh chị này chỉnh này về hồi phục này, và hồi phục không đạt thì lại bị đạp xuống. Và nếu như cái nhịp đạp này thì như vậy là cổ phiếu chắc chắn sẽ về nền, tức là sẽ về vùng 20, không có cái tranh cãi nào ở đây cả. Còn nếu cái vùng này nó không bị gãy thì cơ hội hồi, tức là sẽ hồi lại ở vùng khoảng 24 đến vùng 24.3 là còn đó. Thì phân tích kỹ thuật là gì? Chúng ta sẽ sử dụng những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta có những cái phân tích định lượng hàng tuần.
Ok, chúng ta sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu HD Bank. Tuần vừa rồi thì một số các anh chị có hỏi Hùng là có bán HD Bank hay không, thì Hùng bảo là chúng ta không nên bán. Trên cái bản tin trên cái bản tin này, hình như trên cái bản tin 81 thì có một anh chị nào đấy có hỏi. Bởi vì HD Bank bây giờ đã đạp và đã chạm về cái vùng ở đây, tức là cái vùng 25.5, đấy là cái vùng hỗ trợ của HD Bank rồi, thì khả năng khi chạm về hỗ trợ thì cổ phiếu sẽ bật lên, và đúng là như vậy. Thì đây là một phiên bật lên rất là mạnh của HD Bank. Và tiếp tục HD Bank tạo gap, thì với cái việc mà HD Bank tạo gap như này thì theo như quan điểm của ông Lê thì HD Bank có thể sẽ phải trả lại về cung cầu ở khoảng vùng 26.5, sẽ phải trả lại về vùng cung cầu ở quanh đó khoảng vùng 26.5 thì nó sẽ hợp lý hơn đó. Và như vậy là HD Bank đã chỉnh về nền ở đây. Sau những cái phiên tăng mạnh này thì HD Bank sẽ có những phiên lấp lại, có thể lấp lại vùng 27 hoặc vùng 26.5, thì đây là cái vùng mà chúng ta sẽ canh để chúng ta mua lại, chứ chúng ta không nên chạy theo chạy đua theo những cái phiên leo thang như này thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Yên tâm là cổ phiếu nó sẽ còn quăng quật để cho chúng ta có thể có được những cái điểm mua nó tốt hơn, những cái vị thế nó mua tốt hơn, chứ không nhất thiết là chúng ta cứ phải chúng ta theo. Có thể là kịch bản Techcombank đánh HD Bank đánh như đây và sẽ đạp lại về đây lình trình tích lũy, và sau đó thì mới có được những cái nhịp đi lên, ví dụ như vậy đó. Thì chúng ta hãy cứ bình tĩnh quan sát cổ phiếu, chúng ta không phải đi đâu mà vội cả. Và nói như vậy thì chúng ta sẽ cùng xem cái tín hiệu của cái ngành ngân hàng đó. Thì hiện tại là Hùng đã có những cái phân tích định lượng về nhóm ngành ngân hàng. Chúng ta thấy rằng là nhóm ngành ngân hàng đã có cái chỉ số chung hỗ trợ tại vùng 500 đó. Khi chạm về đây thì nhóm ngành ngân hàng có đi lên, đúng không ạ? Đây, chạm về đây thì nhóm ngành ngân hàng có một nhịp đi lên, và hiện tại thì về cơ bản là nhóm ngành ngân hàng đã có một cái sự suy giảm từ vùng 540 chạm về vùng 500. Thì Hùng Lê kỳ vọng rằng cái vùng 500 này sẽ là vùng mà các cái mã cổ phiếu ngân hàng tích lũy tạo nền ở đây. Thì tích lũy tạo nền là nó sẽ đi ngang một thời gian đó, nó phải đi ngang, chứ không phải là tự dưng là nó về một phát là nó ăn ngay đâu. Nên là chúng ta không có gì phải vội cả. Khi các anh chị về đồng hành với team của Hùng Lê đó thì các anh chị sẽ có được những cái phân tích định lượng liên tục ở trong team về các cái nhóm ngành đó, về các cái nhóm ngành ở trên team Zalo các anh chị nhé. Team Zalo của Hùng Lê là room VPBSN01, thì ở trên này thì Hùng Lê sẽ dành để hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ những cái tài khoản mà Hùng Lê đang quản lý của các anh chị. Ok, nhóm ngành ngân hàng như vậy, chúng ta cùng phân tích mã sang nhóm ngành chứng khoán. Thì hiện tại là HCM. HCM là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đang kỳ vọng rằng HCM sẽ có những cái sóng dài, và hiện tại thì HCM đang có những cái quá trình để chuyển pha xu thế. Và cái quá trình chuyển pha xu thế thì chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ chọn gom mua ở những cái vùng giá thấp, và sau đó chúng ta tạm thời chúng ta chốt ở những cái vị thế ngắn đó, ví dụ như vậy. Ok, chúng ta đã nhìn thấy được là những cái xu thế, khả năng là những cái xu thế rồi dài, đúng không ạ? Và cái vùng 23.5 chính là cái vùng mà HCM đã có những cái tín hiệu tạo nền ở đây. Thì cũng đã có khuyến nghị các anh chị ở trên team là chúng ta bắt lại ở vùng 22.5. Đã lấy lại vùng 23.5, thì đây là những cái vùng hỗ trợ, thì chúng ta mua nhỏ, chia nhỏ điểm mua ra. Trong những cái kịch bản mà chúng ta đề ra thì có thể HCM sẽ chạm lại về vùng 22 đến vùng 22.5, nhưng mà trong tuần thì chỉ chạm về vùng 23 thôi đó. Thì chúng ta cũng không phải vội vàng gì cả, chúng ta cứ bình tĩnh để chúng ta mua, bởi vì là bản thân thì HCM cũng sẽ chưa tăng mạnh được ngay đâu. Nó sẽ có thể lình xình quang cuột ở đây, nó lên thế này nhé, xong đấy là có thể nó sẽ chạm lại về nền 23, nó sẽ chạm về nền 23, thì từ nền 23 thì chúng ta mua thôi đó, chúng ta không có gì phải vội cả đấy. Nó cứ lình xình như vậy mà chúng ta chia nhỏ ra để chúng ta mua. HCM thì Hùng khuyến nghị cho các anh chị một cái kênh xu thế dài. SSI thì xấu, SSI thì bản thân là SSI là gãy nền 20 là xấu, SSI gãy nền 20 là xấu đây. Những cái cây nến đỏ này là Hùng Lê đã vẽ sẵn rồi, và như vậy thì khả năng là cái xu thế quay đầu trở lại giảm điểm đối với SSI là hiện hữu. Và những anh chị em nào mà chúng ta đang cầm nắm giữ SSI thì chúng ta cũng tạm thời chúng ta chia tay với em ấy đã, bởi vì là theo như cái tiên lượng của Hùng Lê thì SSI khả năng sẽ đạp lại về vùng nền 17, nền 16.5 đến nền 17. Như vậy là xu thế của SSI là xấu. Đấy, SSI là đang xấu, các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê. Đường MACD có tín hiệu hồi, nhưng mà những cái tín hiệu hồi phục này thì nó không thực sự là thuyết phục, không thực sự là thuyết phục. Chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu DHG, MVKG.
DHG thì Dược Hậu Giang thì cơ bản là cổ phiếu này thanh khoản nó thấp và cái vùng mà Hùng khuyến nghị các anh chị tham gia vùng 91.5 thì chúng ta chờ cơ hội thôi. Dược Hậu Giang khi nó tạo thành những vùng nền đây và có những cái tín hiệu dòng tiền kích hoạt trở lại đây thì nó sẽ chạy rất là nhanh. MWG, nhắc đến MWG thì hẳn là chúng ta cũng có thể thấy rằng bên này con dốc thì Hùng đã phân tích rất là ok rồi, chạm những cái target rồi. Và bên kia con dốc thì gãy vùng 123.5, đấy là một cái cảnh báo cho các anh chị chúng ta không tham gia. Còn những anh chị nào đang cầm hàng thì khẩn trương thoát hàng và từ vùng 123 đây, từ cái vùng mũi tên này Hùng vẽ đây. Và như vậy là Hùng đã có những cái tiên lượng là MWG sẽ chỉnh chạm về đâu đó khoảng vùng 100, về vùng 100 thì tích lũy lại. Tuy nhiên trên cái con đường rơi đó thì có thể là MWG sẽ có những cái nhịp gọi là nhịp hồi phục kỹ thuật. Và nhịp hồi phục kỹ thuật ở đây thì khi chạm lại vùng 109 thì có một cái nhịp hồi phục kỹ thuật ở đây, chắc chắn là như vậy. Và sau đó sau cái nhịp hồi phục kỹ thuật này thì cổ phiếu theo như quan điểm của Hùng lên thì cổ phiếu sẽ tiếp tục rơi. Những anh chị nào mà đang nắm giữ thì chúng ta có thể canh những cái nhịp hồi phục kỹ thuật này, tạm thời chúng ta thoát hàng MWG, bởi vì tín hiệu hiện tại của MWG là chưa nhìn thấy chưa nhìn thấy thực sự là tích cực. Và đây chỉ là những cái tín hiệu mang tính hồi phục kỹ thuật thôi, và có thể khi nó rơi về 100 thì nó lại tiếp tục có một cái tín hiệu hồi phục kỹ thuật tiếp theo. Đó, có thể nó sẽ kéo lên một tí và sau đó thì sau khi kéo lên thì như thế nào, sau khi kéo lên thì tiếp tục lại đi về vùng ở dưới này, và cái vùng 80-90 ở dưới này mới là cái vùng mà MWG sẽ đáp hạ ở đây và sẽ tích lũy dài ở đây. Đó, vậy thì chúng ta đã chuẩn bị sẵn một cái kịch bản và chúng ta vẽ sẵn là một con đường như vậy. Nó có thể nó đúng, nó có thể nó không đúng. Đó, ví dụ cái con đường Hùng vẽ từ vùng 123 về vùng 100 nó có thể đúng, nó có thể sai, nhưng ít nhất là chúng ta đã có những cái định lượng như vậy thì chúng ta nhìn thấy khi những cái tín hiệu này đúng rồi, nó đang xuống như thế này thì chúng ta phải ngay lập tức chúng ta hành động, chúng ta không thể chúng ta cứ ôm cổ phiếu để chúng ta chờ đợi một cái mùa xuân nó đến được. FPT thì về cơ bản là vùng 56 gãy là đã là xấu rồi, 56 gãy đã là xấu rồi. Và hiện tại thì trong những cái phân tích định lượng trước đây thì chúng ta kỳ vọng là FPT sẽ không gãy ở vùng 56 và FPT sẽ có những cái nhịp đánh lên. Cái đích đến của FPT đây, trong cái nhịp này, trong cái nhịp ở đây, tức là nó tích lũy ở vùng 56 đánh lên và đã đánh chạm vùng 60 thì kỳ vọng là nó sẽ test lại ở đây, là không gãy vùng ở đây là vùng 58.5. Đó, không gãy vùng 58.5 để từ vùng 5 đây, cái hình mũi tên đây các anh chị nhé, từ 58.5 để 65, nhưng mà vùng 58.5 bị gãy, sau đó tiếp tục cổ phiếu tiếp tục bị gãy, tức là cái kịch bản này nó không thể xảy ra được. Vùng 58.5 bị gãy rồi thì làm gì còn cơ hội để đi lên 65, ví dụ như vậy. Và FPT gãy vùng 56 như vậy là một cái tín hiệu xấu. Và hiện tại thì FPT có thể đây ở vùng, đây là vùng 54, vùng 54 đến vùng 51.8 thì chạm vùng 51.8 thì như vậy là nó là xấu, quá xấu rồi chứ không phải ấy nữa. Thì với góc nhìn của Hùng Lê thì Hùng Lê chỉ có quan tâm đến vùng 54 ở đây nữa thôi, 54. 54 bị gãy, nếu như vùng 54 bị gãy và có một cái lực bán mạnh như thế này, tức là có một cái cây nến kéo giảm dài như thế này, ví dụ như thế này chẳng hạn. Đó, ví dụ như xuất hiện một cây nến như này thì như vậy là chúng ta cũng sẽ phải tất toán hết FPT. Chúng ta tất toán hết FPT để chúng ta như vậy là cổ phiếu hết sóng, đúng không ạ? Cổ phiếu hết sóng chúng ta phải tất toán thôi, chúng ta không còn một cái con đường nào khác. Ở hiện tại thì những cái phiên này thì cầu cũng không vào, cũng cho thấy rằng là tạo lập cũng đang chờ đợi, cũng có thể đang chờ đợi, cũng có thể là từ cái vùng hỗ trợ vùng 54 này, vùng hỗ trợ cuối cùng này sẽ đánh lên, nhưng mà tín hiệu hiện tại đánh lên thì chưa nhìn thấy. Chứ nhìn thấy ít nhất là phải có một cái lực cầu khoảng tầm 3-4 triệu cổ phiếu đổ vào thì cái đó chúng ta mới có thể kỳ vọng một cái sự phục hồi. Và như vậy thì nếu mà cái kịch bản này xảy ra thì như vậy là FPT sẽ cũng là một cái mã cổ phiếu hết sóng, nó gần như là MWG, và hết sóng như vậy thì có thể là một cái trend, một cái kênh giảm dài của FPT sẽ đi về đến đâu đó khoảng vùng 40. Và trên cái vùng đi đó thì như nó hoàn toàn tương tự như MWG, gặp các cái vùng hỗ trợ, ví dụ gặp vùng hỗ trợ ở đây thì nó sẽ bùng lên và nó sẽ đạp xuống. Đó, ví dụ như vậy thì cái cách đi của cổ phiếu thì nó hoàn toàn tương tự như vậy, thì chúng ta tiên lượng trước một cái con đường đi và sau đó thì chúng ta sẽ liên tục phân tích cập nhật hàng tuần. Hòa Phát và Di. Hòa Phát thì đến bây giờ thì Hùng mới thấy là HPG, mới thấy các diễn đàn tung hô rằng em này đẹp, em này kia. Nhưng với quan điểm của Hùng thì
Kệ thôi, mọi người nói xuôi nói ngược, và cái cách mà Hùng đây phân tích định lượng và cái cách mà hướng đến cộng đồng nhà đầu tư thì vẫn như vậy, không có gì khác. Bản thân thì Hòa Phát thì trong cái nhịp vừa rồi khi chạm về vùng 22 ở trong bản tin tuần trước, đúng không ạ, Hùng đã cho các anh chị xem rồi, đã xem những cái khuyến nghị Hùng lên, tức khi Hòa Phát có những nhịp đạp 22 này thì Hùng khuyến nghị các anh chị là gia tăng thì trọng ở vùng 22. Và quan điểm là gì, Hòa Phát sẽ đánh chạm vùng 24.5 đến vùng 25, và ở đến cái vùng này thì chúng ta sẽ chốt tạm thời. Bản thân Hòa Phát sẽ chưa tăng mạnh được ngay đâu, các anh chị yên tâm như vậy, chưa tăng mạnh được ngay. Hòa Phát chỉ là đang trong quá trình chuyển một cái kênh xu thế dài, và trong cái quá trình chuyển kênh xu thế dài thì đấy, nó lên này, được chưa, sau này nó rũ hết này, sau nó lên này, nó rũ hết này, nó lên này, rũ hết này, đó thì cũng nó cũng giống như VR Vincom thì theo đó, trong một kênh xu thế dài thì như vậy. Thì chúng ta, và giống như thằng HCM đó, lúc đầu có phân tích đó, vậy thì chúng ta sẽ tận dụng những sóng ngắn này để chúng ta tạm thời tối ưu hóa lợi nhuận đã, và sau đó vượt xuống những cái vùng giá thấp ở dưới này thì chúng ta lại cover lại hàng, không có sao cả, thị trường rất nhiều hàng để chúng ta mua. Hòa Phát là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta cũng mua để chúng ta đón đầu của năm 2020. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu Z, thì cơ điện lạnh Z cũng là một cái blue chip già cỗi, nói chung là blue chip già cỗi. Và với những cái quan điểm hiện tại của Hùng Lê thì Hùng Lê đang chờ Z ở khoảng vùng giá 32, 32 đến 32.5, có thể có những cái nhịp đình chỉnh ở đây và sau đó thì Z sẽ trả lại về vùng này. Thì bản thân Z cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng cũng kỳ vọng một cái kênh trend xu thế dài hạn, và hiện tại thì Z cũng đang có những cái bước chuyển mình. Z đang có những cái bước chuyển mình để vượt sang một cái kênh xu thế trung hạn. Chính vì chuyển mình để vượt sang cái kênh xu thế trung hạn nên là nó sẽ cần và nó mất rất nhiều thời gian. Và khi nó cần và nó mất rất nhiều thời gian như vậy thì sao, thì chúng ta phải kiên nhẫn với nó, các cái điểm mua chúng ta phải kiên nhẫn với nó, chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta quan sát cổ phiếu và chúng ta chờ mua những cái điểm mua thấp này, và từ những cái điểm mua thấp này thì chúng ta sẽ có được những cái nhịp hồi phục và những cái nhịp đánh vượt đỉnh, thì đấy là những cái nhịp mà chúng ta sẽ kỳ vọng ở sau. Còn Z vẫn là một cái cổ phiếu blue chip già cỗi, nói chung là một cái cổ phiếu blue chip già cỗi và vẫn đang đánh theo những cái kênh sóng rất là dài. Về cơ bản là như vậy, về cơ bản là cái kênh xu thế của Z vẫn đang khá là tốt theo những cái kênh sóng dài, và chúng ta sẽ cùng chờ những cái điểm mua đó. Chúng ta phải kiên nhẫn chứ chúng ta không cứ mua bán tùm lum tà la, xong đấy là nghe các cái khuyến nghị của các broker, không biết định hướng mình đang đứng đâu ở đâu, thế là cứ mua tùm lum tà la, như vậy nó sẽ rất là phức tạp. Cổ phiếu nhựa Bình Minh thì bản thân là nhựa Bình Minh cũng như vậy, nó cũng hoàn toàn tương tự như là các cái mã cổ phiếu như Hòa Phát hay là như Vincom gì theo, hoặc là như HCM. Thì bản thân là Bình Minh đang có những cái nhịp mà tạo nền để bước sang một kênh xu thế chung và dài hạn. Thì Bình Minh là các anh chị lưu ý nhé, những cái nhịp phân tích trước Bình Minh vừa mới chia 1.500, thì chính vì chia bằng cổ tức bằng tiền, và chính vì vậy nên là những cái phân tích định lượng trước chia với lại sau chia nó khác nhau. Để tránh những trường hợp là tại sao các bạn, có một số anh chị là hỏi sao tuần trước thì phân tích ở vùng 49.5 mà vùng này lại 48, bởi vì là cổ tức nó chia mất thì giá cổ phiếu nó phải giảm xuống, đúng không ạ? Đó. Thì Bình Minh đang có những cái hỗ trợ ở đây. Đây là cái hỗ trợ ở khoảng vùng 45.5. Đấy là một cái vùng hỗ trợ của một kênh xu thế trung hạn. Đó, vậy thì trong những nhịp đánh này thì Hùng đã có những phân tích định lượng rồi, tức là cổ phiếu nó Bình Minh sẽ có cái cách đánh rất là khó chịu, tức là cái trend ngày thì gần như chúng ta sẽ rất là khó chịu, chúng ta sẽ khó để hình dung được cái cách đi. Tuy nhiên với một cái kênh xu thế trung và dài hạn thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái điểm hỗ trợ đây, ok, 45.5, có thể chúng ta sẽ mua đó, vùng 48 ở đây chúng ta sẽ mua một ít đó, tức là khi đánh ở kênh xu thế trung hạn thì chúng ta cần phải chia nhỏ điểm mua ra, và có thể về vùng 42 chúng ta sẽ mua đó. Vậy thì với 3 điểm mua này thì chúng ta sẽ có đủ 30% số chúng ta định mua để đón đầu một cái kênh xu thế trung hạn của Bình Minh. Bình Minh sẽ chưa thể tăng mạnh được ngay đâu, đây chỉ là những cái bước mà Bình Minh tạo đáy tạo nền, và sau khi tạo đáy tạo nền xong thì Bình Minh sẽ bứt phá lên, thì cái đoạn bứt phá đấy thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ có những phân tích định lượng về sau. Chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu PNG, cũng là cái mã cổ phiếu blue chip cuối cùng, PNG. Thì bản thân PNG đó, trong
các anh chị cũng có thể bình tĩnh để chúng ta quan sát đó. Những cái kịch bản mà chúng ta đã đề ra với việc là PNG có thể chỉnh chạm về vùng hỗ trợ đây, vùng 78.5, và chúng ta chờ vùng 78.5 để chúng ta mua. Và đây, cây nến này thì đã chạm 78.5 sau hút lên. Hút lên như thế này thì về cơ bản là nó lại chạm lại cái vùng kháng cự ở đây thôi. Lại chạm lại vùng kháng cự ở đây. Vậy thì trong cái lúc mà thị trường 85-86, trong cái lúc mà thị trường gặp những cái khó khăn thì chúng ta sẽ có thể là từ vùng 78.5 chúng ta chốt những cái vị thế ngắn hạn ở đây. Về cơ bản thì PNG hồi, nhưng mà cái lực hồi này thì cũng có không có dòng tiền, chính vậy nên là cái lực hồi này thì cũng mang cái tính chất hồi phục kỹ thuật thôi. Còn một cái kênh sóng chung và dài hạn của PNG thì PNG vẫn, Hùng vẫn kỳ vọng là PNG sẽ tạo một cái nền ở đây, tạo một cái nền hồi phục chắc chắn ở đây, tức là ở đây 1 điểm, 2 điểm rồi 3 điểm, tức là cái vùng 78.5 này sẽ là cái vùng mà PNG sẽ đánh đi một cái, phát đi một cái tín hiệu kỹ thuật về một cái kênh xu thế chung, chung và dài hạn của PNG, và sẽ kỳ vọng nó đánh về trước ngắn hạn là sẽ đánh chạm về vùng đỉnh cũ, tức là 78.5 sẽ đánh về vùng 100. Đấy là về kênh xu thế, đấy là về kênh xu thế, và trên cái con đường đi đó thì nó sẽ quang quật thôi các anh chị, tức là nó không thể đi một mạch được, nó sẽ quang quật, nó sẽ tăng lên, nó hạ xuống, tăng lên hạ xuống. Nhưng về một cái đường line tổng thể thì là đây, cái đường này sẽ là một cái đường tổng thể mà trong cái nhịp này thì đánh giá kỳ vọng của PNG sẽ tạo ở đây và sẽ đánh về vùng 100. Đấy là một cái địa đích dài hơn, và trên cái con đường đi này thì có thể là nó đi tăng lên đó, ví dụ như thế này các anh chị, đây nó có thể tăng lên về đây đúng không ạ, đó, xong đó thì nó sẽ đạp xuống kiểu như thế này đó, xong nó lại đi lên, tức là cái cách đi của những đó, rồi xong đó nó đấy thì nó đi rích rác như vậy, chứ không phải là một mạch là nó cắm đầu cắm cổ nó đi lên được đâu. Đó thì cái chốt chặn ở đây là cái quan trọng, là chúng ta phân tích định lượng những cái chốt chặn cuối cùng để chúng ta có những cái điểm mua nó rất là thích hợp và nó rất là ok. Và bản thân thì một trước đây có một cái anh Minh TV đúng không ạ, anh TV gì đấy, anh bảo là khi Hùng Lê phân tích thì cổ phiếu chạy mất rồi, nhưng đây anh, những cái việc Hùng Lê phân tích từ khá là dài và chốt chặn cái vùng 78.5 đấy cho anh mua thì chắc là anh phải chờ dài thì anh mới mua được, chứ không phải là ngày 1 ngày 2 đó. Ok, chúng ta đã xong toàn bộ cái phần định lượng, view lại toàn bộ cái phần thị trường trong tuần vừa qua. Thì với góc nhìn của Hùng Lê, tuần tới vẫn là một cái tuần mà chúng ta sẽ chưa thể tăng mạnh được ngay. Một phần thứ nhất đó là về phái sinh đúng không ạ, thì trong cái bản tin phân tích định lượng tuần trước thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng, đây nó vẫn nằm đấy thôi, quan điểm của Hùng là đúng hay sai nó không quan trọng. Bản thân là Hùng đã tiếp xúc với khá nhiều những anh chị broker, và thường thì các anh chị là khi viết đúng thì các anh chị để rất là dài PR đi nói lại rồi chia sẻ xuôi, nhưng mà khi mà chúng ta bị sai đúng không, bị sai một cái thì ngay lập tức là xóa nhanh chỉnh nhanh, thì chúng ta không nhất thiết phải làm như vậy các anh chị. Và nếu như những anh chị nào mà có broker mà có xem được cái bản tin này và có nghe được cùng Lê nói như vậy, thì các anh chị của chúng ta cũng nên thay đổi cái quan điểm, nên thay đổi cái tư duy. Đó, cái tư duy của chúng ta nó sai, nó có sai và nó có đúng. Chứ các anh chị đừng có tự lừa dối mình, đừng có tự tạo cho mình một cái gì đấy mà nó khác cái bản chất đi, thì như vậy nó sẽ không bền, nó không dài. Đó. Thì bản thân là nó có những cái tiên lượng là phái sinh khả năng sẽ đạp lại về vùng 880. Đây. 880 là cái vùng vùng hỗ trợ cũng khá là dài, và như vậy là đã sâu hơn một tí là vùng 870. Và sau một cái phiên kéo như thế này thì phái sinh đang có hai phiên khá là lình trình ở đây, thì cái việc mà phái sinh lình trình thì thị trường cơ sở nó cũng sẽ là lình trình, và chúng ta cũng phải đề phòng một cái trường hợp là có thể là phái sinh nó còn đạp một nhịp nữa, tức là sẽ đạp từ cái vùng vùng 885 này đó, đạp một nhịp nữa về vùng 860, tức là như vậy là cũng sẽ mất khoảng tầm độ 25 điểm nữa, như vậy là một cái mức điểm cũng tương đối là mạnh, và về đến cái vùng này thì như vậy thì bắt đầu đội long nó mới kéo lên. Đó, có thể về đến vùng này thì đội long nó mới kéo lên. Đấy thì đấy là những cái kịch bản mà chúng ta vẽ ra trước đây để chúng ta định lượng. Và cái kịch bản này nó sẽ xảy ra khi mà sang tuần tới vùng, nếu như phái sinh bị đạp gãy vùng 880 thì như vậy là cái kịch bản này nó sẽ xảy ra và nó sẽ đạp tiếp để chạm về cái vùng này, và sau đó thì nó sẽ hút cầu đi lên. Như vậy thì nó sẽ gây nên những cái áp lực về cơ sở vào đây. Bản thân thì Hùng Lê thì cũng đang tiên lượng là khả năng thì
sẽ có những cái nhịp cơ sở của chúng ta thì cũng sẽ có những nhịp quăng cuột lại ở vùng 950 xong rồi lại kéo lên, xen kẽ những cái nhịp kéo lên như vậy, đó, xen kẽ những cái nhịp kéo lên như vậy, xong đấy thì lại đánh xuống, tức là đại loại là thị trường ở trong cái giai đoạn này nó sẽ không thể tăng mạnh được, và cái biên mà Hùng Lê tiên lượng tích lũy của VN Index đấy là vùng 940 đến 950, đây là cái vùng hỗ trợ cuối cùng trong một cái nhịp giảm này, để chúng ta có được một cái sự hồi phục. Hiện tại thì tín hiệu về dòng tiền thì đang khá là tốt, khá là ok rồi. Biểu đồ tần suất thì cũng đang có những dấu hiệu thu hẹp lại, và một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác thì Hùng Lê sẽ liên tục cập nhật trên team Zalo để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có được những cái góc nhìn tốt hơn, tốt nhất về thị trường. Thì về thị trường trong tuần tới là cái biên tích lũy là như vậy. HNX Index thì cũng hoàn toàn là tương tự như VN Index thôi, rơi chạm về vùng hỗ trợ đây. HNX Index thì đã chạm hỗ trợ rồi, vùng 101 đến 100 xong cái nến kéo mạnh lên, thì như vậy là HNX Index có thể sẽ có những phiên trả lại quanh vùng 101.5 101.5 hoặc là 101.7 đó, đó khoảng trả lại những cái vùng này, trả lại cái vùng này, và với việc mà phái sinh không bị gãy nền 880 thì có thể sẽ có một cái nhịp hồi phục ở đây. Còn về cơ bản thì HNX Index cũng sẽ có một cái biên đi ngang ở quanh vùng 100 đến 101 ở đây thôi. Chưa có những cái tín hiệu hồi này, đây là những cái tín hiệu hồi phục ngắn hạn anh chị nhé, đây những cái tín hiệu hồi phục, và biểu đồ tần suất của HNX Index thì nó khả dĩ hơn VN Index. Ok, phần thứ ba thì Hùng Lê sẽ cùng với tất cả anh chị em của chúng ta sẽ đi view lại toàn bộ các cái danh mục của các cái mã cổ phiếu mà chúng ta liên tục theo dõi và cập nhật ở trong cái thời gian vừa qua. Thì trước khi mà đi vào cái danh mục đó thì Hùng Lê cũng nói qua một tí, tức là trong tuần vừa rồi thì gần như là Hùng cũng đã có khuyến nghị các anh chị của chúng ta. Đây, ngày 30 tháng 11 thì khuyến nghị là chúng ta tập trung để đánh các cái mã cổ phiếu về ngành thép. Ví dụ như vậy, Hòa Phát ở vùng nào, rồi Hoa Sen ở vùng nào. Ông có phân tích cái mã cổ phiếu DHC, nếu có dấu hiệu quá kéo qua vùng 40 thì chúng ta sẽ mua ngay. PTB, phân tích tiếp tục cập nhật PTB, cập nhật Hút, cập nhật FPT. Cập nhật mã cổ phiếu N Từ Liêm trả hàng lại vùng 23 và có thể là sẽ bắt lại ở vùng 23. Hoa Sen. Các bạn hỏi TNA thì Hòa Phát. Và trong cái phiên ngày thứ hai, kết phiên ngày thứ hai thì cũng đã có những cái phân tích đây, có những cái phân tích định lượng, và như vậy là trên với một cái áp lực chỉnh giảm như vậy và phái sinh, dự báo những cái điểm mà phái sinh có thể đạp tiếp về vùng nào đấy, phái sinh có thể đạp tiếp về vùng 880, trước đó là dự báo 880 và có thể đạp về vùng 860, 18 điểm nữa, và đây là những cái áp lực mà sẽ gây cho đấy các cái cổ phiếu gần như là bị gãy xu thế, và chúng ta sẽ quan sát và tiếp tục cập nhật các bản tin tiếp theo. Đây là một cái sản phẩm mới các anh chị nhé, Hùng sẽ làm một cái bản tin riêng lẻ, đấy là kho T0. Cái T0 này thì chúng ta mua luôn và chúng ta bán luôn được, và có một cái rất là hay đấy là chúng ta bán xuống, tức là bình thường thị trường cơ sở thì chúng ta phải mua trước và hàng T3 về thì chúng ta sẽ bán sau, nhưng thị trường với cái giao dịch T0 thì chúng ta thấy cổ phiếu đi xuống thì chúng ta sẽ báo bán trước. Đó, chúng ta sẽ báo bán trước và chúng ta sẽ mua lại sau. Đó, tức là nó hoàn toàn ngược lại với cơ sở. Đó, ví dụ như sell chúng ta đang nhìn thấy giảm này, ITA chúng ta đang thấy nhìn giảm và chúng ta sẽ bán trước và chúng ta mua lại sau, bởi vì là kho là có sẵn một cái lượng hàng. Thì cũng sẽ làm một cái bản tin riêng để cho các anh chị chúng ta, những ai cần tìm hiểu về cái đó, có cập nhật lại feed này, có cập nhật lại hai này. Tiếp tục cập nhật về thị trường MWG, Techcombank, HD Bank, HCM, VB Bank, BSR, Hòa Phát,
VCS thì đánh giá những nhịp hồi phục kỹ thuật và khả năng thì lại chạm lại vùng 60 để khuyến nghị cho các anh chị. HD Bank sẽ trả lại về cung cầu 25.5 đến vùng 26, đấy là thời điểm để mua. VB Bank thì sẽ canh lại ở vùng 18-18.5. HCM đây, khuyến nghị mua. À, ngày thứ tư, ngày tối ngày thứ tư thì tiếp tục có một cái bản tin về định lượng về thị trường, trong đó thì phái sinh này, cập nhật về phái sinh, biểu đồ VN Index. Nội tại thị trường thì các cái nhóm ngành cơ bản là đạt tín hiệu kỹ thuật hồi phục và lấp đầy được, và chúng ta sẽ phân tích kỳ vọng để chạm nhóm ngành ngân hàng ổn định trở lại và sẽ ổn định để tạo lập vào thị trường, và xem xét phiên ngày mai về cung cầu để canh lại mua lại các nhóm về ngành ngân hàng, nhóm thép và các cái mã cổ phiếu như thường lệ. Cập nhật, tiếp tục cập nhật mã cổ phiếu TSC này, cập nhật mã cổ phiếu TGG này, cập nhật cổ phiếu DHC này, BCG đánh theo trend dài này, SCR thì nó chỉ hồi phục thôi. Tiếp tục cập nhật mã cổ phiếu AMD này, siêu đầu cơ AMD này, DHC, HCM, PPC. PPC thì đã khuyến nghị từ rất là sớm rồi, như cách đây cũng khá là dài. Fit cập nhật lại Nam Kim, tiếp tục đưa Nam Kim vào danh mục theo dõi vùng giá 5.5 đến vùng 5.6, đấy là một cái vùng để mà Nam Kim sẽ chuyển thành một cái kênh xu thế chung và dài hạn. TDH đạt những cái tín hiệu kỹ thuật đó. Như vậy thì trong tuần thì chúng ta cũng đã có những cái phân tích, liên tục phân tích định lượng thị trường, cũng như có những cái khuyến nghị dành cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta. Phần thứ ba thì chúng ta sẽ đi phân tích lại một số cái mã cổ phiếu. Nam Long thì về cơ bản là Nam Long đang có những cái biên tích lũy hồi phục như này, thì cũng đánh giá nó cũng không thực sự là tốt, và như vậy thì khả năng là Nam Long chỉnh lại cái vùng hỗ trợ, đây là cái vùng 26.3, sẽ chạm lại vùng 26.3, những nhịp hình chỉnh ở đây có thể quay lại về vùng giá 28, và sau đó thì những nhịp chỉnh và cơ bản là đang xấu. Nam Long thì chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật nào tốt hơn. HDG. Về cơ bản thì HDG đây, các anh chị cũng có thể xem lại những cái phân tích định lượng của ông Lê. Đây chúng ta nhìn ở trên biểu đồ nến tuần của HDG, phân tích ở trên nến tuần. Thì sau những cái nhịp mà tích lũy ở đây không thành công thì bản thân là chúng ta đã có những cái tiên lượng là HDG sẽ chạm về vùng 30, và đây trong tuần thì hình như là đây là 30.9, tức là gần suy soát chạm về vùng 30, thì về cơ bản là những cái tín hiệu kỹ thuật ngắn của HDG thì nó chưa thực sự là khỏe, những cái nhịp hồi phục nó chỉ mang những cái nhịp hồi phục kỹ thuật thôi. Còn khi về đến vùng 30 này thì chính là mới là cái vùng hỗ trợ mà HDG có thể chạm lại để tích lũy. Đạt Phương, Đạt Phương thì chưa có tín hiệu gì đáng tích cực, và về cơ bản thì Đạt Phương vẫn đang hồi phục đi ngang ở trong cái biên này thôi. Xu thế hiện tại thì vẫn là một cái xu thế lình trình đi ngang, chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật nào tốt. VCS. VCS thì ngay khi mà VCS đã gãy cái biên 85 này thì đã có khuyến nghị các anh chị chúng ta bán rồi. Bản thân thì đây đang có những nhịp hồi phục ngắn, và bản thân thì Hùng Lê vẫn bảo lưu quan điểm là VCS sẽ tiếp tục giảm và sẽ chỉ giảm về đâu đó khoảng vùng 70 thì nó sẽ là hợp lý. Vùng 70 đây, tích lũy tại đây. KBC thì trong đoạn này đánh khá là phập phù, hơi khó chịu. Chạm vùng hỗ trợ ở đây thôi thì chúng ta mua vùng 14, còn lại thì nó cũng về cơ bản là nó cũng đánh theo kênh ấy. Chạm vùng ở đây vùng 15.5 thì đạp xuống, và sau đấy chạm với vùng hỗ trợ ngắn ở dưới này thì lại đánh lên, nhưng mà đánh lên đánh xuống quang cuột như thế này 14.5, quang cuột như thế này thì nó cũng khá là khó chịu nếu như chúng ta đánh trên ngày.
ra đánh trên tuần thì khả năng sẽ ổn hơn với mã cổ phiếu này. Tức là cái cách đi của nó thì nó đi hơi chậm, nó đi hơi chậm. Mỗi một mã cổ phiếu thì nó có một cái tính cách riêng của nó. Hùng sẽ nói nhiều hơn đến mã cổ phiếu C2. Thì bản thân C2 Hùng đã có những phân tích định lượng rất là sớm từ khi mà C2 có những nhịp chạy chạy này, thì rất nhiều những anh chị em mà đua theo để làm gì. Và bản thân là Hùng đã có những cái phân tích định lượng là C2 sẽ chỉnh lại về vùng 23, và cái nhịp sâu hơn ở đây nó có thể sẽ là vùng 20 hai mấy đấy, đã vẽ sẵn rồi, vùng 22.5. Vậy thì bây giờ chỉnh về vùng 22.5 đã đạt chưa? Đã đạt chưa? Thì chúng ta sẽ nhìn ở trên một cái kênh xu thế chung và dài hạn. Kênh xu thế chung và dài hạn của C2 thì hiện tại là C2 đang trong quá trình, ông Lê phải nói như vậy, đang trong quá trình chuyển chuyển pha xu thế, và có thể rằng C2 cũng sẽ là một cái mã cổ phiếu mà có thể đánh một cái trend dài. Và chính vì đánh một cái trend dài nên là chúng ta sẽ phân nhỏ cái điểm mua ra, và với cái góc nhìn của Hùng Lê thì Hùng Lê có thể kỳ vọng ở vùng 22. Tức là chúng ta không phải đi đâu mà vội cả, chúng ta cứ bình tĩnh, C2 sẽ về chạm vùng 22. Tại vùng 22 này chúng ta mua một điểm mua vừa phải, đó, xong đó thì chúng ta sẽ chờ cổ phiếu về đến tài khoản, và sau khi về đến tài khoản xong, đúng không ạ? Về đến tài khoản xong thì chúng ta sẽ bây giờ cổ phiếu nó sẽ đi đến đây rồi ạ. Sau khi cổ phiếu nó về đến tài khoản xong thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái định lượng tiếp theo của mã cổ phiếu này. Ví dụ như là cổ phiếu tiếp tục tăng giá thì chúng ta sẽ chờ những cái điểm điểm gãy kỹ thuật để chúng ta mua gia tăng tỉ trọng, hoặc là có thể giảm xuống, có thể cổ phiếu nó sẽ đạp về nền, đạp về vùng 21 thì chúng ta sẽ mua dần. Và đấy là một cái cách để chúng ta đón đầu một cái kênh xu thế chung và dài hạn của C2. SDA thì không phân tích nữa, VLC. VLC đó, VLC thì bản thân Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng cho các anh chị từ rất là sớm, sau khi mà xuất hiện cái cây nến của ngày ngày mùng 5 tháng 11, và sau đó thì Hùng đã có những phân tích định lượng là có thể trả lại về vùng 17, và từ vùng 17 chúng ta canh để chúng ta mua. Hiện tại thì VLC đã gần như không còn điểm mua, về đến vùng 24, đấy là cái vùng phân phối của nó. VLC cũng là cái mã cổ phiếu mà Hùng thấy rất là đẹp, chính vì vậy nên là Hùng đã có những cái phân tích định lượng của VLC cách đây khoảng 24 ngày. Đây, các anh chị, 24 ngày trước nhé, 24 ngày trước. Phiên ngày mai khả năng lực cầu sẽ kéo cổ phiếu này qua vùng 18, và nếu cổ phiếu này có một nhịp, trong phiên có một nhịp rung rũ chạm vùng 17.5 thì có thể vào hàng ngay. Đây là ngày 12 tháng 11. Ngày 12 tháng 11 thì chúng ta đã có những cái phân tích định lượng của VLC. Cùng sẽ xem ngày 12 tháng 11 là ngày nào. Ngày mùng 5. Ngày 12 đâu? Đây đây này. 14 đây này. Đây. Đấy, những cái vùng này, và sau đó thì VLC đã có một cái nhịp thoát vùng 18. Đấy, nhịp thoát vùng 18 để đi lên. Đó thì là 12 ngày trước anh chị nhé, thì đã có những phân tích định lượng. Nói như vậy là có nghĩa là cái cổ phiếu này chúng ta phân tích đúng, chứ không phải là Hùng Lê nói là nói như vậy là chúng ta khoe khoang hay là chúng ta làm cái gì cả. Đó, ví dụ như vậy. Xong đến cổ phiếu SCS có những cái đúng, có những cái sai các anh chị. Nhưng mà Hùng Lê tin rằng với cái cách nhìn của Hùng Lê và với cái cách mà chúng ta phân tích định lượng về thị trường thì chúng ta sẽ giảm thiểu đi, chắc chắn là chúng ta sẽ giảm thiểu đi những cái sai lầm của chúng ta. Thì bản thân SCS cũng là một cái mã cổ phiếu mà cái tính đầu cơ nó cũng khá là cao. Sau khi mà phân tích ở đây thì cái nền ở đây này, nền Hùng phân tích là một nền 15.2 anh chị nhé. Nền tạo nền vùng 15.2, và từ vùng 15.2 này thì đã đánh một nhịp dẫn này. Đánh xong thì kỳ vọng là chạm về vùng 16. Đó, cổ phiếu tha hồ các anh chị mua. Chứ không phải nhất thiết là chúng ta cứ phải đua theo như vậy. Đấy, và thậm chí là trong tuần vừa rồi còn có giá 15.2 các anh chị mua. Đó, và SGS thì cũng là một cái mã mà nó đánh nó khá là nhanh, có thể là sau một hai nhịp rung rũ này thì SGS sẽ kéo lên, và cái quan điểm của ông Lê là SGS sẽ kéo lại chạm lại về vùng 20. Trong nhịp này SGS sẽ kéo chạm vùng 20. VCG và VGC thì hai cái này là đang là hai mã cổ phiếu mà chúng ta quan sát, để chúng ta quan sát thôi, để đưa vào danh mục quan sát, và khi có những cái tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta sẽ ngay lập tức là chúng ta chiến đấu. TDH thì TDH đã có một cái nhịp tạo nền, những cái nhịp tạo nền ở đây là nhịp tạo nền 9.75. Chính vì vậy là trong phiên ngày thứ 5
Phiên ngày thứ năm thì Hùng Lê là khuyến nghị các cái tài khoản của Hùng Lê đang nắm giữ mã cổ phiếu TVH thì TDH thì gia tăng tỷ trọng, và TDH đã có một nhịp đánh vượt thoát vùng 10, thì về cơ bản là những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của TDH thì đang khá là ok. Vùng tích lũy 9.75 và hiện tại ở đây là khoảng vùng 10.1 và 9.75 đó. Thì cây nến của ngày thứ sáu kết tuần là TDH đã đánh vượt qua cái cận biên trên, và có thể là TDH sang tuần tới sẽ có những phiên trả lại về vùng 10. Thì các anh chị, nếu những anh chị nào mà chúng ta quan tâm đến mã cổ phiếu này thì chúng ta cũng có thể mở mua lại quanh vùng 10 hoặc là 9.95 gì đó, và quanh vùng này thì chúng ta sẽ kỳ vọng là TDH ở trong nhịp này sẽ đánh chạm từ vùng 9.75 và sẽ đánh chạm đi vào cái vùng mây mù này, tức là vùng 11.5 đến vùng 12 trong một cái trong một kênh xu thế ngắn của mã cổ phiếu TDH. DAH thì bây giờ cầu vào rồi. Tuy nhiên là cái cổ phiếu này thì nó cũng mang cái tính chất đầu cơ rất là cao anh chị nhé, nó mang cái tính chất đầu cơ khá là cao, và bây giờ nó sẽ cần khả năng là nó sẽ đánh lên rồi đấy. Cổ phiếu này là đầu cơ cao lắm, 10.5 là cái biên cuối cùng mà có thể là cổ phiếu này sẽ đánh lên. Nếu như những anh chị nào mà quan tâm đến đầu cơ, mã này đầu cơ khá là kinh khủng đấy, chúng ta có thể tham gia ở vùng 9.75, đẹp, ngọt nước, không sao cả. Nếu mà gãy thì chúng ta bán, bởi vì cái vùng tích lũy này nó cũng khá là ok rồi. Cổ phiếu này cũng được dành cho các tín đồ đầu cơ của chúng ta. Ok, khi nó là chạy thì các anh chị nhìn thấy đây, nó chạy cắm cổ cắm đầu, nó chạy liên tục đấy, nó cũng đầu cơ kinh lắm. Các mã cổ phiếu về ngành ngân hàng chứng khoán BID, MBB, Techcombank, VBank cũng đã có phân tích, STB phân tích rồi, Vietcombank rồi, HDBank, Công Thương. Các anh chị lưu ý HCM, Liên Phong Bank thì thực sự là trong cái giai đoạn này thì nó cũng chưa có cái gì, nó chỉ là tạo nền thôi. Dầu khí thì GAT đã phân tích rồi, chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu BSR và POVK. Bản thân BSR thì cái điểm mua đầu tiên là cái điểm mua 9.3, thì hiện tại bây giờ BSR đang lình trình quanh quẩn ở vùng 9.3, và cái biên của BSR là vùng 8.7 đến vùng 10, thì hiện tại là BSR đã đạp lại về vùng nền. Thì bản thân là BSR cũng đang trong một cái quá trình chuyển pha xu thế, trong một quá trình chuyển pha xu thế chung và dài hạn. Và cái quá trình chuyển pha xu thế, chính vì chuyển pha xu thế nên là BSR nó sẽ cần khá là nhiều thời gian. Sau một nhịp đánh từ vùng nền 9.3 đánh lên, xong rồi rũ lại và có thể tích lũy lại ở vùng nền 9, và sau đó lại đánh lên rũ lại, và sẽ lúc nào mà sẽ có rũ hết và hình thành nên được một kênh xu thế. Lý thuyết Livermore nói một câu rất hay, tức là hàng ngày tất cả những anh chị em chúng ta trending mua mua bán thì đấy chính là cái cách để mà cổ phiếu tạo nền xu thế đó. Các anh chị nên đọc cuốn Livermore. Thì về bản thân là BSR bây giờ nó tăng mạnh thì nó sẽ chưa tăng mạnh được ngay, bởi vì nó phụ thuộc vào xu thế thị trường chung, và cái thứ hai nữa là chỉ kỳ vọng là BSR đang sẽ tích lũy lại từ vùng nền chín đến 9.3, và sẽ có những cái phiên mà cầu quay trở lại để lấy lại những cái vị thế của BSR. Dòng tiền thì đang hướng lên, tuy nhiên là thanh khoản thì đang hơi thấp, chính vì vậy nên là ta cũng chưa thể kỳ vọng là cổ phiếu sẽ tăng mạnh lại ngay được đâu. Ở POVK có những vùng nền phân tích từ vùng định lượng vùng 12.5, đây là một cái vùng mà POVK kỳ vọng sẽ chuyển sang một cái kênh xu thế dài. Bản thân thì POVK đã đánh chạm gần vùng 14 và bây giờ đã rũ hàng lên. Thì cái cách đi của cổ phiếu thì nó cũng sẽ như vậy thôi, nó đánh lên xong đấy rồi nó lại dìm xuống như này đó, và sau đó sẽ đánh lên, và khi nào mà nó phát đi một cái kênh xu thế tổng thể về kênh xu thế thì lúc đó chúng ta sẽ mở mua mạnh và mua hết. Còn hiện tại ở những vùng 12.5 và vùng 13, đây chính là những cái vùng mà chúng ta mua gom, thậm chí là vùng 12, biên ở đây là biên 12.1 đấy, khoảng vùng 12 đến, cứ cho là 12 đến 12.5 đi, đấy là những cái biên mà chúng ta sẽ mua để chúng ta đón đầu 12 đi, cho 12 đến 12.5. Đấy là cái biên mà chúng ta mua để chúng ta đón đầu một cái kênh xu thế dài của cổ phiếu. Thì POVK là như vậy, chúng ta không đánh vội vàng được đâu, chúng ta phải cầm dài một tí.
Cao su thì DPR có mã DPR khá là tốt, nhưng mà vì chúng ta không 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 phân tích, chính vì vậy nên là chúng ta bị nhỡ mất nhịp. Cho chính ra DPR là có một cái nhịp ở đây này, những cái điểm này là chúng ta, những cái thời gian này là chúng ta hoàn toàn có thể tham gia được vị thế. Về cơ bản thì cổ phiếu này là đánh chạm vùng kháng cự rồi, vùng 45, không còn điểm mua nữa. Những anh chị nào mà đang nắm giữ mã này thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận. Hòa Phát thì chúng ta đã phân tích rồi đúng không ạ? Và chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu HSG. HSG là một mã cổ phiếu mà cũng nên liên tục phân tích định lượng trong cái thời gian vừa qua, từ vùng 6.9, vùng 7 đến vùng phân tích đến định lượng đến vùng 8 đến 8.2. Ở những cái nhịp chỉnh rũ giảm ở đây đấy anh chị, như vậy chúng ta đưa ra sẵn trước những cái đường đi, và những cái đường đi này thì các anh chị cứ xem lại trong bản tin tuần trước đi, nó có hết rồi chứ không phải bây giờ Hùng mới vẽ. Và những cái gì Hùng vẽ thì nó, tức là quan điểm Hùng là như thế nào, đúng sai nó không quan trọng, chúng ta cứ hãy sống thật với chính mình đi đó. Thì hoa sen chạm về vùng khoảng vùng 8.2 thì chỉnh giảm về vùng 7.5, từ vùng 7.5 này sẽ đánh tiếp, và đầu tiên là bây giờ sẽ đánh tiếp thì nếu như cái nhịp này mà khỏe thì nó sẽ dẫn lên vùng 8.5 này, tức là đánh vượt qua cái này một tí, 8.5 thì rũ rũ phát nữa, quạch quạch phát nữa đó, nó ví dụ rũ về 8 chẳng hạn như vậy đó, thì xong nó lại kéo lên đó. Cái cách đi của một cái cổ phiếu nó chung và nó đang hình thành một cái kênh xu thế chung và dài hạn là như vậy. Và để hình thành được cái kênh xu thế chung và dài hạn thì cái vùng 7.5 này không bị gãy, anh chị lưu ý như vậy, vùng 7.4, 7.5 này đó, 7.5 đó, cái vùng 7.4, 7.5 này nó không bị gãy, và thậm chí là 7.4 nó thấp hơn một tí, 7.4 không sao cả, tức là chúng ta đó. Còn nếu mà gãy 7.4 rồi thì thôi lại xong, tức là nó lại về lại cái nền ở dưới này thì nó lại cần rất nhiều thời gian đó. Vậy thì phân tích kỹ thuật là chúng ta cứ bám những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu để chúng ta có những cái phân tích định lượng đó, chúng ta có những cái phân tích định lượng tiếp theo. Và nó có thể đấy, sau khi chạm về đây thì nó sẽ đánh về vùng 9 ví dụ như vậy. Hoa sen là một mã cổ phiếu mà đang chuyển mình trong một cái kênh xu thế chung và dài hạn, và cái quá trình chuyển mình thì cũng mất rất nhiều thời gian đó. Các anh chị nhìn thấy đây đấy, nó đi dòng dã đây, chuyển bắt đầu từ đoạn này là đã được tính này, nó đi dòng dã cả năm luôn ấy. Đấy, nó mất một năm tạo nền, nhưng mà anh chị sao chúng ta cứ phải vội vàng đó, không gì phải vội vàng cả. Khi về với Hùng Lê các anh chị cứ tung tắc rung răng rung rẻ, vừa chơi vừa đi uống cà phê. TLH thì chưa có, nhưng mà NKG là Hùng đã đưa vào cái mục tiêu chung, gọi là mục tiêu quốc gia đấy. Đấy, giống như kiểu là các cái chính sách vĩ mô. Thì hiện tại là Hùng đang thấy rằng NKG có một cái nền 6, và nền 6, nền 5.5 đến nền 6, đây là cái nền chúng ta gom để chúng ta đón đầu một cái kênh xu thế chung và dài hạn. Bởi vì đây cũng là một cái nền hỗ trợ khá là dài của cổ phiếu rồi, và Hùng lên kỳ vọng rằng với một cái nền tích lũy chặt dài như thế này ở quanh này thì Nam Kim sẽ có một cái khởi đầu mới, một cái khởi đầu của năm 2020, cùng với sau khi mà Hòa Phát và Hoa Sen chạy thì sẽ đến Nam Kim chạy. Đấy, nó đơn giản chỉ có như vậy thôi. Hàng không thì VTC cũng phân tích rồi, chúng ta sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu HVN. Thì đối với HVN thì như thế nào? HVN thì bây giờ đã chạm lại cái vùng này này, chạm lại cái vùng này là khả năng lại gãy này, 36. 36 lại gãy và gãy lại về đây, thì bản thân là HVN bây giờ có thể xem là HVN có một cái kênh xu thế không? Thì một cái kênh xu thế dài có không ta? Có không? Xem nào. Được, cũng có thể xem là một cái kênh xu thế dài ở đây. Vậy thì cái kênh xu thế dài này thì nó sẽ như thế nào? Đấy, thì nó cái Livermore anh chị nên đọc, nó tăng lên nó giảm xuống, chạm nó tăng lên nó giảm. Vậy thì cái nhịp này nếu như HVN mà nó không bị gãy cái nền này đó, ví dụ như vậy, nó không bị gãy cái nền này, tức là đây nền 34, nền 34 sẽ là cái nền phân kỳ của cổ phiếu, và từ nền 34 này có thể dì giảm vào đây và sẽ có một nhịp bứt thoát đi lên đó. Vậy thì khi nào cổ phiếu nó sẽ tạo nền tích lũy xong và chúng ta sẽ có những cái nhịp mà mua, có nhịp phân tích ở đây, thì khi mà chúng ta có những cái phân tích định lượng như vậy thì chúng ta sẽ ok hơn đúng không ạ, chúng ta sẽ tốt hơn, chắc chắn là sẽ tốt hơn rồi. Họ nhà Viettel thì chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu VGI thôi, còn cơ bản những cái mã cổ phiếu đằng sau thì nó chưa có những cái tín hiệu. Đó, thì VGI thì sao? Khi mà Hùng Lê đã có những phân tích định lượng ở vùng 31 bị gãy thì Hùng đã vẽ một cái đường dài như thế này.
Trên cái đường dài đó thì đây là cái sườn đi, và cái sườn đi này thì các anh chị có thể nhìn thấy VGI đi lên đây, và khả năng là cái vùng 25 này VGI khó lòng giữ, và nếu có hồi phục thì đây cũng chỉ là những cái nhịp hồi phục thôi, và VGI sẽ tiếp tục đánh xuống. VGI sẽ tiếp tục đánh xuống đây. Cái điểm hạ cánh cuối cùng của VGI khả năng sẽ là vùng 20. Đó, thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là khi chúng ta có những cái phân tích định lượng như vậy thì chúng ta sẽ tránh đi được rất nhiều những cái rủi ro. Chắc chắn là tại vùng 31 chúng ta không mua, đúng không ạ? Đó, ví dụ như vậy thì nó sẽ tránh đi được rất rất nhiều những cái rủi ro cho chúng ta. Và thậm chí là vùng 20 mà không giữ được thì là cổ phiếu này còn trả lại về vùng vùng nền cơ. Trả lại về vùng nền ở đây tức là đâu đó khoảng nền 10, ôi, vùng nền thì nó sẽ rất là thấp các anh chị, 12. Đó. Như vậy thì nó sẽ rất là khủng hoảng luôn, từ vùng 25 mà xuống 12 như vậy là chúng ta sẽ mất mất 50% tài khoản nếu chúng ta nắm giữ. Còn nếu mà chúng ta full margin hoặc là chúng ta sử dụng margin thì có khi chúng ta sẽ cháy tài khoản nếu mà chúng ta nắm giữ, đúng không ạ? DHC là một cái mã cổ phiếu đó, tuần trước đúng không? Các anh chị xem lại đi, DHC. DHC. Tuần trước thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng ở vùng giá 40, tức là khi ở vùng giá 40 này thì đây cái cây nến xanh này. Cây nến xanh này là Hùng vẽ ở đằng trước này. Các anh chị xem lại bản tin video tuần trước chắc chắn có cây nến xanh này Hùng vẽ rồi, ở từ vùng giá 40, tức là kịch bản Hùng Lê đưa ra là nếu như sang tuần mới mà DHC có một cái cây nến xanh kéo dài qua vùng 40 thì đây là một tín hiệu rất là tốt, và chúng ta thấy rằng dòng tiền đang khá là ok. Ở những cái nhịp chỉnh giảm thì Hùng đang kỳ vọng trong tuần vừa rồi là canh 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 hoài canh mãi để coi như là nó đạp nhẹ nhẹ về đến đây này, về đến vùng 40 gì đó, nhưng mà nó cũng không, tức là chỉ một cái nhịp đạp rất là nhẹ và lượng cầu tiếp tục duy trì ở một cái mức cao như vậy thì cái cơ hội mà cổ phiếu giảm sâu là gần như không có, và có thể lình xình ở đây đã là 1, 2, 3 phiên rồi, thì sang tuần mới thì cái xu thế đánh lên, đánh tiếp theo, đánh lên thì nó sẽ tiếp tục đánh lên. Và gần như DHC thì cũng đã vượt gọi đỉnh cao của mọi thời đại rồi, tức là bây giờ nó cũng không biết đi đâu về đâu. Đi đâu về đâu thì 50 nhỉ, 42 50. Target tiếp theo ở vùng 450. Ở vùng 50, ok, khá là đẹp, mà DHC lại vừa chia các anh chị nhé, vừa hình như là vừa chia cổ tức nữa. Đó thì ăn ăn đơn ăn kép luôn, vừa ăn cổ tức lại vừa ăn giá luôn. Rất là đẹp. Anh chị lưu ý ở Thụy Điện thì có GEG, PPC, GEG thì nó cũng không thực sự là đẹp, khi mà GEG tích lũy đi ngang như này thì nó cũng chưa có cái tín hiệu tạo lập, mà chưa có tín hiệu tạo lập thì chúng ta cần phải chờ. PPC thì sao? PPC đẹp đấy, PPC hình như là cũng đã có những cái phân tích cho các anh chị từ rất sớm, 19 ngày trước. PVP tín hiệu xác nhận break nền 26.5, phiên hôm nay cầu cầu ở trên vùng này, tức là đánh ở trên vùng 26.5 thì đây là ngày nào ta? 19 ngày trước đây, 19 ngày trước này. Thôi không 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 lật lại nữa, rất mất thời gian. Thì PVC nó sau khi mà PVC có một cái nhịp đánh vượt thoát ở vùng 26.5 thì đâu đó ở ở ở cái vùng 19 ngày trước là đâu đó ở đây này, chắc chắc ở vùng này. Thì cũng lên kỳ vọng là vùng 26.5 và neo giữ được ở trên cái vùng này thì như vậy là chúng ta có những cái điểm mua rất là đẹp của PVC. Đó, và chúng ta nếu như chúng ta phân tích định lượng những cái điểm như vậy thì chúng ta gần như là bây giờ đã 28.4, 28.5, như vậy là tăng được 2.000 rồi từ vùng 26.5. Và chúng ta hoàn toàn chủ động về T cộng, hoàn toàn chủ động về T cộng. Đây là những cái nhịp mà PVC đang đánh rũ này, đánh rũ hàng. Và trong cái nhịp này thì với góc nhìn và với quan điểm của Hùng Lê thì PVC đáng để đầu tư. Và cái nhịp này thì Hùng Lê sẽ kỳ vọng đây, từ cái vùng Hùng Lê phân tích 26.5 và sẽ đánh chạm vùng đỉnh cũ của nó là vùng bao nhiêu? Vùng 31.5 gì đó, đến vùng 31.5. Đây sẽ đánh chạm vùng 31.5, PVC mã cổ phiếu đẹp. Điểm mua thì hơi muộn rồi. Đây có những cái nhịp nếu như những anh chị mà chúng ta chịu khó theo dõi những bản tin phân tích của Hùng Lê thì những cái nhịp chạm chạm về đây này, những cái nhịp rũ này là những cái nhịp mà chúng ta rũ hàng không có vol đó thì chúng ta có thể canh mua rồi, đúng không ạ? Hỏi nhà Kido KDC KDC thì KDC
KDC thì cũng là một cái mã cổ phiếu như thế nào? Đó, như thế nào thì bản thân hiện tại là KDC chưa tăng mạnh được ngay đâu. Những cái nhịp mà đánh hú hồn hú vía này là rất nhiều những nhà đầu tư là khi đó là chat hỏi ông Lê là mua không thì ông bảo từ từ, vội gì đâu. Đó, nó sẽ có những nhịp trả về đây xong rồi nó đánh lên, xong rồi nó lại trả xuống. Đấy, này, nhịp đánh trả ở đây. Trả về đây là trả về đâu đó vùng 29.5. Xong lại đánh lên. Đánh lên chạm đây thì nó lại trả xuống và bây giờ lại về vùng 19, tức là bản thân cái cổ phiếu khi mà cổ phiếu chuyển kênh xu thế thì nó cần rất nhiều thời gian, và hiện tại thì KDC cũng là một cái mã cổ phiếu mà mình sẽ kỳ vọng là sẽ đánh sóng dài. Vì sao lại sóng dài thì gần như là KDC cũng đã chạm về đây là cái vùng 16 này này, cũng là cái vùng mà đáy lợi nhuận, tức là chúng ta phải lý do vì sao Hùng đã có phân tích rồi, KDC có một mức giảm từ vùng 40 về đến vùng 20, tức là mất 50%, không phải đơn giản là vì vì lý do A lý do B, và khi về đến đây rồi và đáy lợi nhuận của KDC đã tạo rồi và với một cái mức giá 20 ở đây đó, vậy thì chúng ta phân tích ở những cái góc nhìn rất là tổng quan, rất là tổng thể để chúng ta có được những cái vị thế tốt nhất, và cái vùng nền chuyển 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 pha xu thế đó là vùng 18 đến vùng 18.5, xin lỗi cả nhà, 19.5. Đây là một kênh xu thế dài và KDC sẽ đi ngang ở trong vùng này, và sẽ đi ngang đến lúc nào có những cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận thì lúc đó Hùng sẽ có những cái phân tích định lượng cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta, đúng không ạ? Rất là tốt. Ok. Hai cái mã cổ phiếu ngành dược thì DHG Hùng phân tích rồi, chúng ta sẽ chuyển qua mã cổ phiếu Dược Hà Tây. Dược Hà Tây thì bên kia con dốc, bên bên này trường dốc thì Hùng đã có phân tích ở đây. Một cái nhịp ở đây từ vùng 42 gì đấy về đến vùng 55 50 55 gì đấy, 55. Và hiện tại thì cổ phiếu này đã chỉnh chỉnh về đây rồi, chỉnh về vùng 50 thì hiện tại là đang đáp ở vùng 50 2 tuần nay rồi, 3 tuần nay rồi. 3 tuần đáp về vùng 50 và chưa có những cái dấu hiệu gãy vùng 50. Thì đối với chúng ta tạm bỏ đi. Cái này là cái bên kia con dốc thì thôi, chúng ta bỏ đi bên kia con dốc. Bây giờ chúng ta phân tích bên này con dốc cho nó dễ, đúng không ạ? Bên kia con dốc thì các anh chị vui lòng xem lại những bản tin cũ của Hùng lên. Thì vùng 50 này là tạo lập đang neo giữ này, cạn vô này, và có thể là nó còn có một cái nhịp nhún nữa. Cứ nhún đi, nhún khả năng là nhún về cái vùng này nó sẽ hợp lý hơn, 45.5. Nhún về vùng 45.5 này và cầu kéo quay trở lại ở đây thì nó sẽ hợp lý hơn này, sẽ hợp lý hơn đối với mã cổ phiếu này. Và đối với Dược Hà Tây thì cũng là một cái mã cổ phiếu đánh theo những kênh sóng dài, các anh chị lưu ý. Và khi đánh theo những kênh sóng dài thì chúng ta cũng phải rất là bình tĩnh. Đó, rất là bình tĩnh để chúng ta tìm những cái vùng giá mục tiêu. Tìm những cái vùng giá mục tiêu để chúng ta gom lại, để chúng ta gom lại cổ phiếu, và khi mà chúng ta đạt có những cái vùng giá mục tiêu chúng ta gom lại như vậy thì chúng ta rất là an toàn, gần như chúng ta rất an toàn. Cùng lắm thì hàng về T3 chúng ta bị lỗ một ít thôi, không đến nỗi lỗ trầm trọng, các anh chị yên tâm rồi như vậy. Đây, vùng chúng ta sẽ chờ ở vùng 45.5 đến vùng 45. Khả năng cái vùng biên tích lũy đi ngang này nó sẽ chìm chìm một tí ở đây, xong đấy nhấn xuống phát ở đây thì nó đẹp này. Đó, nhấn xuống đây và tích lũy ở đây thì mới là cái điểm đẹp nhất của Dược Hà Tây. Ở khu công nghiệp thì chúng ta cùng đầu tiên nói đến thằng IDV trước. IDV. IDV thanh khoản thấp, đánh rất là buồn cười. Thằng này đánh cũng khá là dị. Bản thân thì con này thì cổ tức bằng tiền khá là tốt các anh chị ạ. Và Hùng nhìn thấy là từ lúc lên sàn đến bây giờ thì chỉ có tăng, không có giảm. Mà chỉ có tăng mà không có giảm thì thích hợp với những anh chị mà chúng ta mua, chúng ta nắm giữ. Thế chúng ta cổ tức tiền, chia tiền là chia thật nhé. Tránh những cái công ty mà chia chia giấy. Thì trong ở cái nhịp nhịp này thì đây là cái nhịp mùng phân tích từ vùng đâu ạ? Từ vùng 26 này. Ở cái mũi tên này nó vẫn còn dài đây thì chúng ta kỳ vọng rằng là đánh chạm vùng 45, 45 chỉnh, chỉnh xong đó thì sẽ mua lại tiếp. Hùng rất kết cái mã cổ phiếu này, đây một cái vùng phân tích từ đây. Rất kết luôn, mặc dù thanh khoản nó thấp kệ đó. Chả có làm sao. D2D D2D. Về cơ bản thì D2D là D2D bây giờ các anh chị phải lưu tâm, chúng ta phải nhìn ở trên một góc độ tổng thể để những anh chị nào mà chúng ta đang nằm giữ D2D thì chúng ta cũng phải có những cái kịch bản phòng thân. Kịch bản phòng thân thì Hùng đã vẽ ở đây rồi, tức là trong cái nhịp này thì có thể D2D sẽ chỉnh chạm lại về vùng 65, sau khi mà nếu vùng vùng này là vùng 80 nữa, 72 nó bị gãy này, D2D lại vừa mới chia. Có thể là sẽ đây, tức là cái cơ hội mà đánh đánh chạm lại như này nó sẽ hơi khó. Ở đây là đã hình thành một cái mô hình cũng khá là kinh điển đây rồi.
Đó thì có thể sẽ chỉnh chạm lại vùng 70 70 gì đó, 70 65 gì đó sẽ kéo lên một nhịp. Sẽ kéo lên một nhịp. Đây là cái kịch bản mà chúng ta vẽ ra trước để chúng ta phòng thân thôi. Đó, sẽ kéo lên một nhịp và kéo lên một nhịp sau đó thì sẽ rồi hết sóng luôn, rồi tầm rơi tã thì cái đoạn này thì nó sẽ rất là khó để chúng ta cứu vãn tình hình đối với cổ phiếu DV2D. Những cái dự báo sớm giống như dự báo thời tiết đấy các anh chị. NTC về với Hùng Lê là như vậy, chúng ta dự báo thời tiết sớm. Nam Tân Uyên thì chưa gãy kỹ thuật. Nam Tân Uyên thì khả năng tạo lập đang muốn kéo lên một nhịp nữa. Chưa gãy kỹ thuật tức là chưa gãy vùng 160 thì khả năng đang muốn kéo lên chạm lại cái vùng đỉnh cũ ở đây là vùng vùng 188. Khả năng là đang muốn kéo lại đây một vùng kéo lại một nhịp ở đây nữa. Từ vùng 188 này thì lại lại giảm xuống. Đó, lại 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 giảm xuống ở đây. Thì khả năng là đang đang muốn kéo một cái nhịp này nữa thì với những cái giai đoạn hiện tại thì Hùng cũng không có khuyến nghị các anh chị tham gia nữa rồi. Các cái mã cổ phiếu trụ Blue Chip thì có Vinamilk đã phân tích, gần như đây đã phân tích rồi, Masan phân tích, MVG, tức là các cái trụ cơ bản thì cũng đã phân tích rồi. Công nghệ thì có FPT đã phân tích. Chúng ta sẽ nói đến DGW chạm 2323.5 quan sát. Thì DGW là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê kỳ vọng đánh một cái sóng dài. Và trước khi mà hình thành một cái sóng dài thì nó sẽ có những cái nhịp quang quật, đó là đương nhiên, và những cái nhịp Hùng phân tích ở đây đâu đó từ vùng 24.5 chạm vùng 20 26 gì đó, tạm dùng 26 27 gì đó thì sau đó thì cổ phiếu cần phải chỉnh. Chỉnh lại tức là đây cái vùng 26 27 này này là cái vùng kháng cự mạnh. Thì cổ phiếu chỉnh và tiếp tục quan sát lại vùng 23 đến vùng 23.5. Thậm chí là trong một cái kênh sóng dài, thì cũng đang kỳ vọng là anh ấy đánh những cái sóng dài, và khi mà đánh những sóng dài thì sao? Chúng ta không phải vội vàng, chúng ta cứ ung dung bình tĩnh, không đi đâu mà vội mà vàng mà gấp phải dây mà quàng phải đá đúng không ạ? Mà quàng phải đá mà cái gì đấy, gấp quàng phải đá mà gấp phải dây à? Lâu không không đọc cái câu ca dao đấy tự dưng nó câu câu vè đấy nó đấy, chính vì vậy, chính vì không vội vàng nên là chúng ta thấy rằng là Hùng Lê khuyến nghị là từ vùng 27 này có thể đạp lại về vùng 20 23 đến vùng 23.5 ở đây đó, trong cái biên tích lũy này, và cổ phiếu đã đạp về đây, hiện tại thì đang đóng cửa vùng 23.6 23.6. Tuy nhiên với một cái lực hồi phục như này thì chúng ta có thể canh ở vùng 20 23, chúng ta mở mua một ít. Trường hợp xấu nếu cổ phiếu không tích lũy lại được, cổ phiếu đạp về vùng 22, ok, đến vùng 22 chúng ta mua tiếp. Khi yên tâm đi, đến vùng 22 thì mua đi không ngại ngần gì đâu. Không có ngại ngần gì cả, vùng 22 cùng lắm đạp về vùng 20. Chúng ta mất 2.000, 2 trên 22. Ô 9% mà, cũng nhiều đấy, nhân lên 100, 9%. Như vậy là vượt mất 2% của mốc quản trị rủi ro tài khoản đúng không ạ? Từ vùng 23. Nhưng không sao cả. Những cái điểm mua gom này, 9% của những cái điểm mua gom thì nó hoàn toàn nó có thể ok. Vùng 23 chúng ta mua này, thòng về cây nến này gì, chúng ta vùng 22.5 chúng ta lại có một cái điểm mua nữa này. Tức là kênh xu thế chung và dài hạn chúng ta chia nhỏ điểm mua ra. Và cái cách mua như thế nào, ví dụ ở vùng 23 chúng ta mua 100 cổ phiếu thì đến vùng 22.5 chúng ta mua 200 cổ phiếu, đến vùng 22, đến vùng 22 chúng ta mua 500 cổ phiếu. Tức là cái số cổ phiếu sau. Ngày xưa không biết là các anh chị có nói như thế này thì một số các anh chị sẽ phê phán Hùng lên, nhưng không sao cả, Hùng sẽ nói tức là cái cách đánh lô mà nuôi ấy, tức là ngày đầu tiên chúng ta đánh một điểm, ngày thứ hai chúng ta đánh một điểm là hai điểm, ngày thứ ba chúng ta sẽ đánh điểm số bằng hai điểm trước, tức là 1+1=2, ngày thứ ba chúng ta sẽ đánh hai điểm và đến ngày thứ tư thì chúng ta sẽ đánh bằng 1+2=3, tức là chúng ta sẽ đánh ba điểm đó, ví dụ như vậy. Tức là cặp cái dãy số Fibonacci để chúng ta đảm bảo là chúng ta có lãi đó, để đảm bảo chúng ta có lãi thì đấy là một cái bài toán ngày xưa thôi đó. Thì Hùng Lê cũng chia sẻ là như vậy. Vậy thì cái cách mà chúng ta gom cổ phiếu ở cách trung hạn đấy, đây là những cái giá trị mà lẽ ra nếu như ở Hùng Lê mở các cái lớp dạy thì Hùng Lê sẽ thu rất là nhiều tiền để có những cái lớp dạy, nhưng mà quan điểm của Hùng Lê là Hùng Lê sẽ chia sẻ hết, có những cái gì chúng ta chia sẻ để chúng ta gây dựng một cộng đồng đó, chúng ta gây dựng một cái team và chúng ta chia sẻ những giá trị đó đến cộng đồng nhà đầu tư, thì chúng ta nhận lại được đó không phải là tiền bạc mà nó chúng ta sẽ nhận được những cái lời cảm ơn, những cái lời động viên,
đó, và những và đâu đó ví dụ như lúc mà chúng ta đi đâu, đúng không, chúng ta cũng sẽ có bạn bè trên khắp mọi miền tổ quốc. Những cái đó tiền chúng ta không mua được đấy, các anh chị cứ hiểu nôm na như thế. Chính vì vậy nên là Hùng phát triển kênh, và các anh chị cũng có thể nhìn thấy là một tuần Hùng Lê dành khoảng gần hai tiếng đồng hồ để nói với các anh chị như thế này. Đó là cả một cái tâm huyết và đó là cả một cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng để trao đổi với các anh chị, chứ không phải là Hùng ngồi nói voi nói cuội hay là nói nhăng nói cuội. Vậy thì các anh chị cũng cố gắng là chia sẻ những cái giá trị này đến với cộng đồng nhà đầu tư. Mã cổ phiếu nhựa thì Bình Minh và NTP thì cũng đã có những cái kịch bản phân tích rồi. Mía đường hiện tại không có những cái khởi sắc. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích các cái mã cổ phiếu đầu cơ. Trong cái giai đoạn vừa rồi, tại sao Hùng lại nói nhiều đến mã cổ phiếu đầu cơ? Bởi vì khi thị trường xấu, khi thị trường giảm mạnh thì các cái mã cổ phiếu đầu cơ lại là những cái kênh mà chúng ta trú ẩn. Tất nhiên là trú ẩn ở một cái góc độ khoảng tầm 20% tài khoản. Tức là ví dụ chúng ta có 100 triệu thì chúng ta thì chỉ dành 20 triệu để chúng ta tham gia cái mã cổ phiếu đầu cơ thôi. Bởi vì đầu cơ là gì? Nó trần sàn và cái góc độ mà chúng ta đánh nó sẽ rất là khó. Đó. Nó sẽ lời rất là nhanh, nhưng mà chúng ta nếu không quản trị tốt thì chúng ta cũng sẽ bị giảm rất là nhanh. Thì hiện tại đầu tiên chúng ta sẽ nói đến mã cổ phiếu hút. Thì hiện tại Hùng đang quan sát hút ở cái nền biên của nó là nền 2. Nền biên của nó là nền 2 đến nền 2.5. Nền 2 đến nền 2.5, và cái điểm mà tích lũy của nó sẽ là khoảng quanh nền 2.2. 2.2 thì đây chính là những cái điểm mà chúng ta mua gom để chúng ta đón đầu một kênh xu thế trung hạn. Và đón đầu một cái kênh xu thế thì những cái điểm mua gom nó thì nó sẽ tùy thuộc vào cái cách chúng ta, không gì về vội vàng cả, chúng ta cứ đặt giá 2.2, khớp được cái khớp, ngày mai chúng ta mua tiếp. Đấy, ví dụ như vậy, và chúng ta sẽ liên tục như vậy để chúng ta có thể tham gia vị thế của hút. Hút là một cái mã cổ phiếu mà ông đánh giá rằng là sẽ có nhiều câu chuyện để nói về năm 2020. TCH cũng là một cái mã cổ phiếu đầu cơ khá là cao. Hiện tại thì TCH đã chạm về cái vùng hỗ trợ kháng cự mạnh đây, vùng 28, tức là đã chạm được những cái target ở đây. Phân tích từ rất sớm và những cái điểm ở đây đó là những cái điểm mà phân tích ở đây đâu đó khoảng vùng 23.5 thì nó đánh chạm như này. Thì bản thân của TCH là chúng ta nhìn thấy trong lịch sử là những cái điểm kéo của nó rất là nhanh và sau đó thì nó rũ rất là nhanh. Chính vì vậy nên là hiện tại chúng ta không còn điểm mua nữa. Những anh chị nào đang có thì chúng ta canh dần chốt, và có thể có những phiên nó kéo chạm về vùng 30 chúng ta sẽ chốt luôn. TCH thì không còn cơ hội nữa. Mã cổ phiếu 2 thì Hùng đã liên tục phân tích và định lượng cho các anh chị ít nhất là khoảng 2-3 tuần nay rồi. 2-3 tuần nay tại sao lại như vậy? Bởi vì Hùng nhìn thấy 2 ở cái vùng nền giá 2. Vùng nền giá 2 đây này. Đấy, sau những cái phiên tăng ở đây này thì đây là phải là video số 79 Hùng đã phân tích 2. Bởi vì cái mũi tên này nó nằm ở đây rồi và đó sẽ chỉnh chạm về 2, và từ vùng 2 này thì Hùng đánh giá rằng là 2 sẽ đánh lên đâu đó đến vùng đây này, vùng 2.8. Mũi tên 2.8 hoặc là 2.85 gì đấy, 2.85. Đó, sẽ đánh chạm về vùng 2.85. Và sau khi chạm về vùng 2.85 rồi thì sao? Chạm về vùng 2.85 đến thậm chí là vùng 3 đấy, vùng 3 đúng không? 2.85 thì cổ phiếu 2 nên chỉnh. Đó, 2 nên chỉnh. Chúng ta cứ bình tĩnh thôi, đầu cơ thì đầu cơ, nhưng mà đầu cơ thì chúng ta cũng sẽ nhảy theo đầu cơ. Không có sao cả. Cổ phiếu 2 nên chỉnh, và chỉnh về đâu? Thì đối với 2 là một cái mã cổ phiếu, một quan điểm của ông Lê là nó đã vào những cái kênh sóng dài rồi. Nó không thể đánh một cách đáng xẹt được. Đó, và chính vì như vậy nên nó không đánh một cách đáng xẹt thì chúng ta sẽ đây Hùng sẽ chỉnh cái mũi tên này lại như thế này cho nó hợp lý, và 2 sẽ đạp vài phiên đi, đạp cho nó mạnh vào. Đạp mạnh vào, chỉnh được về 2.4 hoặc 2.35 thì tốt, nhưng mà đẹp nhất về 2.4. Đó, về 2.4 mua tiếp không sao cả. Chúng ta dành 20 triệu trên 100 triệu không có vấn đề gì cả. Chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể đánh được 2. Và chúng ta cùng nhìn về lịch sử của 2 thì 2 cũng đã có những cái trận đánh rất là đình đám. Đây các anh chị nhìn thấy là 2 đã có những cái tuần đánh rất là đình đám. Ở đây là có đến lịch sử là bao nhiêu tuần ạ? Lịch sử nó sẽ luôn lặp lại thôi. Nó giảm bao nhiêu, giảm sàn bao nhiêu tuần thì tương lai nó cũng sẽ có những cái việc như vậy. Tức là lịch sử ở đây kéo được 1, 2, 3, 4, 5 tuần, đúng không? Rồi, kéo 5 tuần. Đây kéo được 1, 2, 3, 4, 5, kéo được 6 tuần thì chết. Bây giờ đây kéo được mấy tuần nữa?
1, 2, 3, 4 mới kéo được. Đây cũng kéo được kha khá tuần rồi. Nhưng mà kha khá tuần này là cái tuần kéo này là tuần kéo tạo nền. Nó khác với những cái tuần kéo các anh chị nhìn thấy nến này. Đó, những cái tuần kéo này là những cái tuần kéo nước rút này. Đấy, những cái tuần kéo nước rút thì hai vẫn còn những cái tuần kéo nước rút nữa. Đây chỉ là những cái tuần kéo tạo nền thôi. Và hai cần đạp đi rồi chúng ta sẽ mua. Không có sao cả. Đấy, các anh chị cứ quan sát và chúng ta sẽ có những cái điểm mua rất là an toàn là như vậy. Hùng sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu TSC. TSC thì đã chạm về vùng hỗ trợ ở đây rồi, đã chạm về vùng 2.4 và cái vùng này là cái vùng mà chúng ta mua. Thì Hùng cũng đã có những cái phân tích định lượng trên team. Khuyến nghị chúng ta tham gia ở cái vùng 2.4 này thì lực cầu đã bắt đầu quay trở lại, đánh quay trở lại ở đây. Và sau những nhịp rơi đấy thì chúng ta cũng không phải vội vàng cái gì cả. Chúng ta cứ canh vùng 2.4, 2.5 thôi. Chứ chúng ta cũng đừng có nhảy theo là chết. Cứ bình tĩnh kiên nhẫn thôi, sẽ có giá 2.5 cho các anh chị tham gia. Đó, 2.4. Đi đâu mà vội mà vàng đúng không ạ? Mà gấp phải đá mà quàng phải dây. À đúng rồi, lần này đọc khá là vần. Đó thì ở cái vùng này thì chúng ta tham gia mua và chúng ta kỳ vọng rằng là có thể đánh lại về đâu, sẽ đánh lại về đây này, vùng 3.5, cản đầu tiên sẽ là 3.5. Thôi thị trường chung nó đang khó khăn thì làm mấy em penny nó bé bé, nó chạy cho nó dễ, nó nhẹ nhàng. Tiếp tục mã cổ phiếu TIG. TIG. Ôi, TIG không chỉnh. Đó. Bản thân TIG là cũng đã có những cái phân tích định lượng mà mình kỳ vọng nó chỉnh sâu, nhưng mà thực tế là nó không chỉnh sâu các anh chị ạ, nó chỉ chỉnh đây thôi. Nó chỉnh để về năm thôi. Thì năm ăn năm thua thôi, nếu mà không về được cái vùng giá mục tiêu thì chúng ta đành chịu. Từ vùng 6 nó đánh chạm về 5 và nó đánh chạm về 7 và đến bây giờ thì có còn cơ hội nào nữa không? Thì đánh giá rằng bây giờ là cơ hội gần hết rồi. Về vùng 7 là vùng kháng cự mạnh của TG này. 7 là vùng kháng cự mạnh rồi, 7 đến 8. Khả năng là tạo lập nó sẽ phân phối từ vùng 7 đến 8, tức là có thể nó sẽ kéo thêm một nhịp nữa. Những anh chị nào mà ham chơi quên mất đường về nó sẽ kéo kiểu này và sau đó thì bên này con dốc thì bắt đầu đổ sàn. Đó, ví dụ như vậy thì đấy là những cái kịch bản mà chúng ta sẽ tiên lượng trước để chúng ta hình dung thôi. BCG thì là một cái mã cổ phiếu mà đánh sóng dài và hiện tại thì Hùng đánh giá rằng là BCG là một mã cổ phiếu mà Hùng đang canh để chúng ta gom lại. Đây, cái vùng mục tiêu mà BCG chạm về vùng 7.8 đấy, các anh chị có thấy hay không? Khi mà chạm về đến trên này thì Hùng tin rằng là rất nhiều những anh chị bắt đầu lao đầu vào, nhưng mà chúng ta cứ bình tĩnh đúng không ạ? Chúng ta cứ bình tĩnh thôi, đi đâu mà vội thế. Vùng 7.8 và ở đây 7.8 thì chúng ta mua đi, mua gom. Nếu những anh chị nào mà yêu thích mã cổ phiếu này thì chúng ta có thể tham gia vị thế thôi. Chúng ta mua để chúng ta một cái tỷ trọng đảm bảo an toàn. Hùng đánh giá rằng là BCG có thể chỉnh chạm về vùng 7.8. 7.8 này tích lũy xong thì bắt đầu sẽ có những cái nhịp vượt thoát lại vùng 8 và như vậy là cũng có thể đánh giá rằng là có thể đi về một cái kênh xu thế dài hơi của BCG. Hợp lý ở cái vùng hỗ trợ 7.8 đối với BCG. ASM thì đưa vào quan sát thôi, hiện tại là chưa có những cái tín hiệu ok. Tiếp theo là mã cổ phiếu AMD. AMD là một mã cổ phiếu mà chúng ta cũng có thể thấy rằng là siêu phẩm đầu cơ. Và lịch sử của AMD thì nó cũng chưa có những cái tín hiệu gì nó khá là to tát, đúng không ạ? Tuy nhiên những cái tín hiệu tạo nền ở đây Hùng đã nhìn thấy rằng là bắt đầu từ đây là từ vùng giá bao nhiêu ở đây này. Từ những cái vùng giá ở phía đằng 1.4 này thì những cái tín hiệu tạo lập của AMD đã bắt đầu. Đây, những cái từ vùng 1.4 này. Những cái tín hiệu tạo lập của cổ phiếu này đã bắt đầu từ đây 1.4 và hiện tại thì đang có những cái lực cầu để đánh vượt thoát lên. Đánh vượt thoát cái vùng ở đây. Đánh vượt thoát vùng 1.188 và đang đi vào vùng giá 2. Thì cái vùng nền 2 này là cái vùng nền mà khả năng là cổ phiếu 1.95.
cái vùng 1.95 đến vùng 2 này sẽ khả năng là sẽ là một cái điểm mà cổ phiếu này sẽ tiếp tục đánh, và cái đích đến tiếp theo của cổ phiếu này thì cũng đang kỳ vọng đánh về 3. Từ 2 đánh về 3 tức là cũng 50% đấy các anh chị ạ, cũng tương đối. Không biết có đánh được về đến đây không, nhưng mà về đầu cơ thì nó chạy thì khả năng là cổ phiếu này nó sẽ lình xình ở đây vùng này. Đấy, chúng ta các anh chị có biết là tại sao trong những cái phân tích định lượng của Hùng Lê rất hay vẽ không ạ? 1.95. Bởi vì xuất phát điểm của Hùng Lê là Hùng Lê không phải học về ngành tài chính. Hùng Lê tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội khóa 2003, 2008 và chuyên ngành của Hùng Lê là vẽ. Vẽ đây các anh chị có thể nhìn thấy ở trên máy tính của Hùng Lê đây này, phần mềm vẽ đang dự toán này, đúng không ạ? Dự toán này, AutoCAD ở đâu ta? AutoCAD nó nằm ở đâu đấy, tức là AutoCAD đây, tức là chuyên ngành của Hùng Lê là chuyên ngành xây dựng, không có tốt nghiệp gì về tài chính, nhưng mà bằng cái sự đam mê, bằng cái sự lan lộn ở trên thị trường thì Hùng Lê đã tích lũy được những kinh nghiệm và để đến ngày hôm nay để ngồi trao đổi với các anh chị em là 10 năm ở trên thị trường chứng khoán. Thì đối với AMD là một cái vùng ở đây, đấy vùng 1.95 đến vùng 2, thì với những anh chị nào mà yêu thích cổ phiếu đầu cơ, chúng ta canh ở vùng này thì chúng ta có thể tham gia. Fit siêu phẩm đầu cơ Fit thì bây giờ đã gần như là Fit đã bước vào một cái chu kỳ tăng mới của Fit, và gần như là các anh chị khi mà đã cổ phiếu đã tăng như này thì gần như chúng ta không dám để chúng ta vào nữa. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy lịch sử Fit là một trong những cái mã cổ phiếu đánh cực kỳ tàn bạo và dã man. Tức là Fit có khoảng tầm 12 tuần tăng giá, còn ở đây thì không biết bao nhiêu tuần, anh chị có thể xem lại. Và những yếu tố tạo lập của Fit hiện tại ở đây là đang khá là tốt, khá là ok. Thì bản thân là Fit đã có khoảng tầm độ, đây là những cái tuần tạo nền thôi, còn nếu mà tính về đường chạy thì Fit đã có hai cái tuần đường chạy ở đây, nó rất là đẹp ở đây này, hai cây nến tuần. Thì về cơ bản là Fit có chỉnh để chúng ta tham gia hay không? Thì bản thân là trong tuần trước, đúng không? Hình như cái đường vẽ này Hùng cũng không nhớ lắm này, là Hùng có đề cập đến cái việc là vùng 5.2 hay 5.23 gì đó. Chúng ta canh ở vùng 5.23, hình như là như vậy là chúng ta mua ở đây đó. Vậy thì bây giờ là một cái nhịp, chúng ta sẽ phân tích định lượng lại ở một cái cách ở đây để chúng ta kỳ vọng là chúng ta có điểm mua không. Bởi vì cái cách mà Hùng Lê phân tích thì Hùng Lê vẫn luôn đề cao đến cái quản trị rủi ro tài khoản đó. Vậy thì khả năng là nó đánh cây nến tuần như thế này, bởi vì hai tuần gần như không chỉnh các anh chị ạ, cây nến tuần gần như không chỉnh thì nó cũng chỉ lình xình được xuống đến 5.5. Tức là chúng ta đang tìm ở cái mục 5.23, khả năng là khó để tạo lập về 5.23, nhưng mà khả năng là 5.5 thì có để chúng ta tìm kiếm cái điểm vào, cái gì tìm kiếm các điểm vào để chúng ta bắt đúng nhịp của nó, có thể là sẽ lình trình lại 5.5, và từ 5.5 này sẽ đánh tiếp. Quan điểm vùng là Fit sẽ tiếp tục đánh, Fit chưa có gì hết, và có thể trước mắt sẽ là chạm về vùng 8 này, đánh chạm về vùng 8 này, 8 là vùng kháng cự tiếp theo của Fit này, 8 này đó. Vậy thì đầu cơ là đầu cơ, nhưng mà nói là đầu cơ nhưng mà nó cũng siêu phẩm đấy anh chị ạ, nó cũng cũng có cái mức tăng rất là ok. Như vậy là hàng đầu cơ thì chúng ta chỉ phân tích những cái mã cổ phiếu cơ bản tốt như vậy thôi. Về các cái mã cổ phiếu khác thì TNA thì vẫn trên con đường đi, TNA vẫn trên con đường đi, và con đường đi này thì sẽ đánh chạm về vùng 127, tức là có thể đích đây. Hình như trên biểu đồ đến tuần Hùng đã có những phân tích rồi, đánh chạm về vùng 27, xong nó chỉnh giảm nhẹ nhẹ một tí và sẽ tiếp tục đánh vượt lên thoát vùng 30. Nói như vậy thì các anh chị bảo như thế thì chúng ta có thể mua được. Nhưng mà khi mà cổ phiếu nó lên đến những vùng này, đấy là những phân tích chúng ta định lượng, thế nó có thể đúng, nó có thể sai. Nhưng mà khi mà nó xảy ra cái xác suất sai thì nó sẽ sai rất là lớn. Chính vì vậy nên là chúng ta cũng sẽ hạn chế những cái điểm mua ở trên những vùng này. Tức là chúng ta chấp nhận phải bỏ qua những mã cổ phiếu đấy.
CVT thì cũng chưa có gì đạm Phú Mỹ. À, chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu Phú Tài, PTB. PTB thì liên tục Hùng có cập nhật đến với anh chị em của chúng ta. Đây là một mã cổ phiếu mà đánh theo những cái kênh sóng dài. Thì những cái điểm hỗ trợ theo những cái kênh sóng dài đó là những cái vùng 71 ở đây. Những cái cổ phiếu nó chỉnh giảm, nó không có thể sâu nhất sẽ là ở khoảng vùng 70-71 ở đây. Và hiện tại thì cổ phiếu này cũng đang tích lũy đi ngang thôi. Và một cái lượng cầu vôn cạn thì với một cái lượng cầu vôn cạn này thì Hùng kỳ vọng là cổ phiếu không gãy vùng 72. Không gãy vùng 72 và tích lũy nền ở vùng 72 này, và từ vùng 72 này thì sẽ có những cái nhịp vượt thoát đi lên, và thậm chí sâu hơn thì có thể chỉnh về chạm kênh, tức là đến vùng 71 thì đấy, 70-71 thì đó, và sẽ kỳ vọng tiếp tục ở những cái vùng này thì cổ phiếu sẽ có những cái sự phục hồi phục. Trong những cái bản tin phân tích thì cái vùng target ở bên này thì tiền dốc thì chúng ta đã hoàn thành rồi, nhưng mà chúng ta đang phân tích để hướng đến một cái target cao hơn, đó là vùng 80. Hùng vẫn kỳ vọng một cái kỳ vọng về cổ phiếu PTB Phú Tài, đúng không ạ? Dabaco là một cái mã cổ phiếu theo sóng dài, thì sẽ phân tích nốt mã cổ phiếu Dabaco. DBC là mã cổ phiếu cuối cùng chúng ta sẽ phân tích ở trong bản tin ngày hôm nay. Thì Dabaco là trong cái giai đoạn này thì Hùng đang kỳ vọng ở cái nền tích lũy 22.5, và từ cái nền tích lũy này thì cổ phiếu nó sẽ phát đi những cái tín hiệu tiếp theo, và cái biên tích lũy của nó ở đây thì hiện tại là vùng 22 đến vùng 23 ở đây. Và khi cổ phiếu đánh sóng dài thì chúng ta không phải vội vàng chúng ta mua ở trên này, chúng ta sẽ chờ những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật này để chúng ta mua, và sẽ có những cái tín hiệu đánh break và những cái tín hiệu mà đánh để vượt thoát lại những cái tín hiệu kỹ thuật nền để chúng ta có được những cái trend sóng, những cái vị thế mua cổ phiếu tốt nhất và ok nhất. Ok, như vậy là Hùng Lê cùng với các anh chị một tiếng 50 phút để cùng ngồi chia sẻ về tình hình thị trường, cũng như phân tích toàn bộ tổng quan các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang quan tâm theo dõi, cũng như các cái mã cổ phiếu sóng dài, các cái mã cổ phiếu chiến lược của team để đầu tư. Thì Hùng Lê cũng trân trọng kính mời các anh chị em về đồng hành với Hùng Lê trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, trên kênh Facebook và trên Zalo 0968279555 để chúng ta tham gia về mở tài khoản và cùng đồng hành với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VBS để nhận được những cái hỗ trợ tốt nhất trong team của Hùng Lê. Thì song song với cái việc mà team Hùng Lê có những cái về room hỗ trợ về cơ sở, thì sẽ có những cái room lệnh về phái sinh, sẽ có những cái rung lệnh về phái sinh, và các anh chị em của chúng ta khi về đồng hành ở đây thì chúng ta sẽ được hỗ trợ một cái cách gọi là tốt nhất, thì rung lệnh phái sinh đây, rung lệnh phái sinh ở đây thì trên cái rung lệnh phái sinh này thì tất cả các cái tín hiệu kỹ thuật long, short và các cái target thì đều được cập nhật khá là chi tiết, và hàng tuần thì admin liên tục có những cái tổng kết về lệnh của tháng, rồi là các cái vị thế ở đây, vị thế chúng ta đúng, vị thế chúng ta sai, thì tất cả đều được cập nhật lên ở đây. Đó thì nó sẽ rất là ok khi chúng ta về đồng hành, và sẽ được Hùng Lê liên tục hỗ trợ các anh chị. Thì bản thân là các cái tài khoản với những cái tài khoản khác nhau đang nắm giữ các cái mã cổ phiếu khác nhau, thì Hùng Lê sẽ trực tiếp để Hùng Lê chat, và sẽ hướng dẫn, gần như là nói chuyện với các anh chị trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư đó về hoa sen đấy, ví dụ như vậy, và Hòa Phát này, rồi đó, đây là một cái tài khoản mà Hùng Lê sẽ ngoài cái việc hỗ trợ ở trên team chung thì sẽ có những cái team riêng sẽ trực tiếp, bởi vì là mỗi một cái tài khoản thì các anh chị lại có một cái sở thích đánh cổ phiếu khác nhau, chính vì vậy nên là chúng ta sẽ không ai giống ai cả đấy, ví dụ như vậy. Có một mã cổ phiếu DGC nữa này, DGC cũng đang có những cái tín hiệu tạo nền. Thì chúng ta đối với DGC, các anh chị không phải vội vàng gì cả đâu. DGC nó chưa tăng mạnh được ngay đâu. Vùng hỗ trợ khả năng là vùng 28 ở đây này. Đó, vùng 28 thì chúng ta sẽ
sẽ có những phiên test trả lại đây, và cái vùng này đây chỉ mới là cái vùng tạo nền của DGC thôi, và sẽ có những phiên trả lại đây và chúng ta có thể canh mua lại cung cầu ở quanh cái vùng này. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới xong cái phần bản tin. Kính chúc quý anh chị nhà đầu tư có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình, và hẹn gặp lại các anh chị trong các cái bản tin tiếp theo. Và trong những cái bản tin sắp tới thì Hùng Lê sẽ triển khai một số cái bản tin, ngoài những cái bản tin phân tích định lượng hàng tuần thì Hùng sẽ có những bản video hướng dẫn các anh chị các cái thao tác tại VPS cũng như các cái chương trình của kho hoặc là các cái giao dịch hay không, để những anh chị nào có nhu cầu thì chúng ta có thể về đồng hành cùng với team của Hùng Lê. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.